Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ lắm rồi. Và hiện tại bây giờ Khải đang live stream, nhưng mà anh em với lại còn hứa anh em đánh boss bắt 17 á, nên là ở video này thì Khải cũng chuẩn bị lên bài boss rồi. Giờ thì làm một rương rồi bem cho anh em xem thôi. Anh em đang xem thì đừng quên cho một like, một chia sẻ nha anh em ơi. Ở này cũng là bắt 17 rồi, cũng mong anh em ủng hộ Khải cho 500 like, cũng như bắt 16. Thì nói chung bắt 16 cũng đạt 500 like rồi anh em. Thì cứ anh em ủng hộ thì cứ đủ lực like thì Khải sẽ tiếp tục mua lần bài và bem cho anh em xem. Nói chung anh em có ủng hộ thì Khải sẽ có đầu tư cho anh em xem cho vui. Ôi, giờ kiến nó bù đầy ta. Ok. Rồi, chúc anh tiền. Tự đánh luôn, tự đánh luôn. Khải tự đánh luôn mà rau ơi. Ai, được Khải mở rương này cho anh em xem nha. Trời, nó chết hả? Nóng thổ rồi chứ. Nóng thổ. Trời, đúng nhỏ luôn em. Mình toàn đồ hai dòng. Vãi nồi, sốp luôn. Đậu xanh. Hôm qua đua ngựa được top 7, top 8 thì được một rương. Cũng mở ra cái gì? Hai dòng hợp mộc. Sốp luôn. Vậy, nóng họ hai dòng thua. 4 vòng còn được anh em. Với lại nóng thổ nữa, chịu luôn. Ok, coi như là bán cái nón luôn. Coi như là hôm nay đua ngựa không được gì. Ok, gom là bài boss xúc 60 con là hết một cái 2 vạn. Ok, vui tiền vạn luôn. Vui tiền vạn luôn. Khải gom hết thử là bao nhiêu con này. Nhỏ vãi. Đánh một rương em ơi. Một rương là bài boss. Khải giao dịch từ từ, bỏ bớt vào trong rồi. Nó chặt chỗ rồi. 2014. Thì mày bớt giờ lên giá này mày, 150 xu một con. Khải gom, Khải giao dịch loan Khải một mớ nữa. Chúc nha. Thật Khải vừa tự đánh vừa like, tự đánh vừa nhặt luôn nha anh em. Xe đâu? Khải giao dịch gọi lon gì hả? Ok anh em, bây giờ Khải đang chuyển lệnh bài qua cho Thạch Thủy Yên em đỡ mở bot. Hiện tại đang thiếu năm độc, Khải đang tìm hiểu thử mượn ai năm độc ai ta. Rồi. Chuẩn bị vô anh em ơi. 11 giờ nha anh em, đúng 11 giờ đánh nha anh em. Anh em cho một like chia sẻ nè mày. Đúng 11 giờ Khải sẽ bắt đầu bem bot. Rồi xong Thủy Yên nè. Giờ bắt đầu là làm phương chứng đó cho Thủy Yên. Ok Duy Trần nha. Cảm ơn Duy Trần nha. Anh em chúc thì cứ chúc anh em ơi. Rồi cố gắng là siêu phẩm thôi anh em. Rồi, ok. Đã xong Thủy Yên. Việc còn lại là chỉ đánh thôi. Một vấn đề là thiếu năm độc hơi canh nè. Thiếu độc là hơi canh nè. Thiếu năm độc rồi anh em. Thầy Khải hỏi thử ai có năm độc không. Anh em chờ chút nha. Ok anh em, bây giờ thì sẽ đúc xong rồi. Xong vị trí đánh rồi. Bây giờ khui bớt cánh may mắn rồi. Cánh may mắn cho anh Thủy Yên này. Cánh may mắn cho năm độc này. Rồi cánh may mắn cho quá tử của cả xe này. Sốt. Rồi. Ok, thả bớt mút. À, sẽ 3 con đầu tiên nha anh em. 1 2 3. Rồi bóp. Rồi anh em đọc cách bùa. Anh em đang xem đừng quên đỡ lại một like chia sẻ nha anh em ơi. 2 3. Còn ngày 10 đứng đang tí rồi. Đúng rồi. Ok. Anh em đang xem đừng quên ủng hộ Khải một like chia sẻ nha anh em. Đây, bùa, lên bùa.
năm độc đây, đó năm độc lên buồn, năm độc lên buồn, ngày mây là dính ngay nè. Rồi trưởng lên đáp. Năm độc trưởng anh em thôi. Anh em đang xem thì đừng quên ủng hộ Khải một like chia sẻ chơi nha anh em. Bắt này là Khải lên bắt 17 rồi anh em ơi. Bắt 17 rồi anh em ơi. Hiện tại Khải soi cho anh em xem. Xét may mắn của Khải rồi anh em ơi. Một xét may mắn 12 nha anh em. Dây chuyền 13. Ôi dây chuyền 3 này. Nhẫn 3 này. Nhẫn 3 này. Ngọc bội 3 này. Đó Khải đang có xét may mắn 12 nha anh em. 12 xét may mắn 12 nha. Đây một cái đao độc sắc để đánh cho đam độc nhanh. Đó giờ thôi. Đây là xét may mắn cũng thí của Khải. Xét may mắn 12. Ok lầm độ. Khải lầm độ vậy. Nhật độ, nhật độ, nhật độ trung thành. Nhật một vũ khí. Một cái đao, một cái đao, một giờ chiều. Mới ba con thôi, ba con đầu thôi. Vừa đánh vừa nhận là hơi lâu một chút nhưng mà không sao đâu ơi. Có nắp đam độc là đam nhanh thôi. Anh em một like chia sẻ ủng hộ anh em ơi. Hello anh em nha, hello mọi người. Vô vô vô. Mới được thả thêm vài con nữa nè. Thả thêm vài con nữa nè. 1, 2, 3. Đó. Rồi cắt bùa. Áo, hai áo. Hai con kia đâu, sao nó dâng ra ngoài kia vậy ta. Rồi, đợi xử hai con này trước đi. Hai con này non chết nhanh thôi. Hai con kia nó kẹt gấp dưới kìa. Để lát ngày 10 kéo qua. Ok. Khải đứng lại ngày mi góc góc đẹp mấy coi. Rồi ok. Bùa. Bùa. Sử hai con này cái tiếp tục hai con trên, hai con trên nó bị dính bên trên này. Xa rời nơi võ lâm. Thổ lâu quá. Đừng có trong thổ chết đã anh em ơi. Quấn trong thổ chết rồi dù quá vô. Dù bớt vô một chỗ. Còn họ anh kia chết nhanh thôi. Một dây chuyền hai áo. Bỏ trước đi. Vô vũ khí số. Rồi tổng rác, tổng rác, tổng rác. Anh em đang xem ủng hộ một like chơi anh em ơi. Hiện tại bây giờ Khải đang ra đảo với 77 lần bài boss. Và video này là video bắt 17 rồi. Khải mong anh em cũng ủng hộ như những video bắt lần trước như nào. Ủng hộ Khải cố gắng 500 like thì Khải sẽ cố gắng đầu tư tiền và like cho anh em xem. Rồi hai con bên trong sắp chết. Hai con bên trong sắp chết. Dứt 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 hai con bên trong cho nó nhanh nè, hai bên trong chết này. Hai bên trong chết nè. Mọc dưới con thủy. Mọc dưới thổ, mọc dưới thổ. Được Khải lên nhạc cho nó sốc quay. Lên nhạc ơi. Lên nhạc cho nó may mắn ơi. Lên nhạc sôi động tí nè. Nốt thôn nào. Vô. Lên luôn. Đó. Nhạc này nó sung sôi, nó sôi động luôn em ơi. Và xin 500 cái tay con em nào. Mọi người một like nào. Vô vô lầm đồ lầm đồ. Một ngọc bội. Khải chuyển về ban tuyệt thớ này lâu rồi anh em. Hãy với ban tiệc thớ này lâu rồi mà. Bùa, bùa. Đây, chết một thổ này, thổ là chết lâu quá. Lên luôn.
Rồi. Mới được một ngọc bội hả? Bỏ qua đây. Hello nè mới vô nha. Hello Thoại Võ. Hello Kim Nguyễn. Hello Phú Nguyễn. Ê một cái áo trời ơi. Mọc ra áo rồi không ăn thua rồi. Mọc ra áo là toan này. Cố lên. Ê cuối cùng boss cũng đã vào một góc rồi. Lâm này. Con này đứng. Khai cho anh em đọc con này đứng. Vô vô vô. Khải đi cánh bình may mắn à. Đợi tí. Cánh bình may mắn nhặt đồ nè. Hey. Anh em đang xem thì cho Khải một like nha anh em. Rồi đứng đợi thôi. Nem độc này không có chuyên trưởng anh em. Nem độc này không có chuyên trưởng này nó lên đam chậm quá. Khải thả thêm vài con nữa coi. Rồi ok. Bốn con một chỗ anh em mới thả bốn con rồi nha. Đứng góc này nó không dính ta. Nhạch nhạch nhạch. Ui có cây vũ khí rồi. Hai cây vũ khí. Hai cây vũ khí. Hai cây vũ khí. Anh em mới vô ủng hộ Khải một like chơi nha anh em. Video này là bắt 17 rồi. Khải vừa đánh vừa nhặt luôn anh em. Khải tới Khải chiên lên bài cho nó cái coi. Chuyển qua anh em đọc mở khỏi bị lắc. Mở Thủy Yên nó bị lắc quá. Thủy Yên nó chạy qua chạy lại á. Nó bị lắc. Rồi ok. Để anh em đọc mở. Vô. Bùa thì dính đầy rồi. Giờ ra cái Thủy Yên quất thôi. Rồi quất. Rồi, lượm. Mình đam thôi. Giải tán rồi vậy, giải tán. Rồi, các con sắp chết, các con sắp chết. Các con sắp chết rồi. Họ họ chứ họ chết. Nhẫn nè. Ok boy. Lên đồ nha anh em lên đồ nha. Lên đồ 15. Một tay. Dây chuyền 64. Ui nỗ lực cao vãi. Sột. Ba cây vũ khí còn cây cuối cùng. Trời ơi một dòng một. Sốp. Nãy chưa cái gì nha anh em. Chưa cái gì nha. Trần Vinh Thân. Cảm ơn Trần Vinh Thân vừa donate Khải 7k nha.
Ui, mở đồ. Lợn. Khải mở tiếp bọn, Đây cho mở trang thi người đánh. 1 2 3. Rồi, boom. Bút bùa các anh em ơi. Rồi, cho anh em xem. Uầy, 13-30, cái này 13-40 là có tiền rồi. Nhưng mà cái này cũng gọi là ok. 10-21. Trời ơi, không có tóc. Sắp thương 13 không có tóc anh em ơi. Nhỏ quá. Nào. Ê, ngập bòi cũng được đấy. Vũ khí ơi. Trời ơi, bành sắc. Điều chiền. Nhận lực cao, không có gì. Chưa cái gì nè em ơi. Mới có khoảng 12-13 con thôi. 12-13 con thôi. Nem độc chỉ cắt bùa thôi anh em ơi, nem độc không có đam gì nhiều nha, khá như cắt bùa đang thi nó quốc thôi. Nói chung là không dám đam luôn, chỉ trừ 1-2 cái nha, nó giật đam sơ rồi ngừng thôi. Rồi ngừng thôi. Ơi, ba cái đồ này vứt cho ba cái xe thôi, xe rác thôi. Vứt cho xe rác thôi. Gật đồ, vô. Này vớt xe rác anh em ơi, này không được VIP lắm, vớt xe rác rồi. À, ok. Rồi hai con chết rồi này, anh em đừng quên ủng hộ một like nha em ơi. Đó, anh em thấy hai con trắng máu chưa? Kéo cái này dưới này. Đó, giờ thấy hai con trắng máu nè, đợt thi kết thúc luôn. Đây xếp thi yên của Khải là sẽ bắn 12 nha anh em. Ba này. Đó, sẽ bắn 12 thôi. Trời, không có vũ khí đâu. Hợp kim không có vũ khí đâu. Uống Red Bull vào cho nó sung ạ. Khả đánh 77 con anh em. Ôi, có hợp kim là có vũ khí này. Không phải con này vừa rồi nó chắc phải hợp kim không nữa. Cướp nha. Thôi đi, đỡ like cho. Còn một con hợp kim, còn một con kim. Con là kim. Cắt bùa múc nó. Đã thả thêm 3 con. Một nè. Hai nè. Ba nè. Rồi. Đó, thả thêm 3 con nữa đấy. Chuẩn bị con kim chết. Trắng máu rồi. Vũ khí rồi. Kim chỉ mong ra vũ khí là được anh em ơi. Anh phải quẩy theo nhạc nó mới ra đồ á. Áo trời ơi đội xanh. Một nhẫn, hai vũ khí. Ok, khui nha anh em ơi. Hai vũ khí nha, khui nha. Bao tay, cái này không sốt. Hello 250 anh em đang xem nha. Anh em đang xem cho Khải một lần anh em ơi. Ừ, tắt sâu hình rồi. Anh em đọc đâu có đợi sâu hình đâu anh em. Anh em đọc chỉ cắt bùa rồi đứng nhìn thôi. Lâu lâu đam một hai cái. Rồi, bao tay này không ăn thua. Tay này xe. Trời ơi, sát thương nội ngoại gì một dòng. Không có tốc độ. Cái này cũng cùi quá. Sốt. Trời ơi, sát thương 15. Thương 15 không có gì luôn. Ba cái đô này thì đỡ cho xe thôi. Rác thôi. Không có gì VIP. Trời ơi, 2-3 con thố là hơi lâu ấy.
Nem độc khải đâu, có được sâu hình đâu anh em. Anh em xem này, đó. Dưới chân Nem độc đâu có sâu hình đâu. Nem độc chỉ đứng cách bùa thôi, rồi đứng phụ đam một hai cái là ngừng thôi anh em. Không dám đam nhiều, đơn thiên là đam, đơn thiên là kết thúc. Đó. Hello Trần, anh Trần Phước Thuận nha. Hello anh em. Ờ cùng bang thượng khắc bang phá anh em, thượng khắc bang. Siêu phẩm nào anh em ơi, mong ra siêu phẩm nào. Hello Khánh Nguyễn, hello Đức Hồng Như nha. Hello Phúc Mai. Hello Tiến Nguyễn, số số đêm phía. Đúng rồi, đúng rồi. Hello Hưng Đinh Công. Đứng mỏi thì ngồi xuống. Hello Quang Hình. Ừ, tối nay Khải đánh 77 cái như trên tiêu đề anh em ơi. Và video này Khải sẽ up lại trên kênh và là bắt 17 nha anh em. Là và là bắt 17 nha. Mong rằng anh em ủng hộ bắt 17 một like chia sẻ nha anh em. Mong là anh em ủng hộ bắt 17 một like chia sẻ nha anh em. À, lần này thì 77 con. Nãy giờ xanh chắc khoảng mới 15 con thôi anh em, 15 con thôi anh em. Tại vì Nem độc này không phải Nem độc chuyên chuyên trưởng nữa, là rút độc chậm á. Nên là đam nó hơi lâu. Đam nó hơi lâu. Con này Nem độc bùa anh em, nên là nó cắt vào nó phụ không được bao nhiêu. Nên là đa số là thiên, đam của thiên à, chứ không phải đam Nem độc đâu. Bùa lên cái là mười mấy k thôi. Chứ còn Nem độc chữ dùng cái là lên khoảng 12, 13 k hết. Tại vì cái này Nem độc bùa. Lần Nem con cho nó kết thúc lên đam nhanh Khải. Ok ok. Thả thêm lần Nem con đúng không? Rồi nó thả thêm đó. Từ từ thả thả đâu cắt bùa. Thả tới một này, thêm này, thêm này. Rồi vô. Vô bùa, vô bùa, vô bùa. Vô bùa đó. Vô bùa này. Đó. Rồi chuẩn vài cái lên đam cái coi. Đó chuẩn cái lên hai mấy k thôi anh em. 30k, 76k. Watch the hell. Khoan ngừng ngừng ngừng. Ôi chết luôn, vừa chết luôn. Vừa chết luôn. Vừa ngừng vừa chết luôn. Không biết Nem độc có đam hay không. Nem độc thì không có may mắn nha anh em. Nem độc chỉ có quốc tử với lại thiên sơn trên đầu thôi. Đó. Rồi khui hai cái này coi. Vừa đánh rồi vừa nhặt luôn là nó hơi chậm một chút rồi anh em. Tại vì phải đánh rồi bùa đồ các kiểu. Ui lực cao. Trời ơi không có tốc độ. Nấy sát thương rất là nhiều luôn anh em. Làm máy hơi chờ hơn Khải à. Để lấy miếng nước uống nè. Để lấy miếng nước uống nha. Đây nè anh em ơi, trời cái gì sát thương mà không có tốc độ anh em. Cái này tốc độ 30 là vô tiền rồi. Nhỏ quá. Tiếp tục nè. Nhận sức mạnh. Ui sức mạnh 10. Rồi gia truyền với vũ khí. Nhận. Nhận là chậm 20. Vũ khí 20 số. Uầy phòng thủ 3. Vãi rồi. Thủ 3 này. Số. Nón. Uầy được đại lưng làm chậm 40. Ok. Được một đại lưng làm chậm 40 nè. Đó. Một đại lưng làm chậm 40 là có khoảng vài kim. Rồi còn lại mấy cái này thì cùi thôi. Mấy này thì lưng chậm 40. Rồi ok. Đứng nhiệt độ, đứng nhiệt độ. Khải lấy can nước nha anh em. Khải thả vài bot nữa lấy miếng nước uống này. Còn 3 con từ từ. Hello Phúc Bonero nha. Hello anh em. Em ở Tâm Dịch anh ơi ạ. Mới ok. Nè nè được đa lưng rồi nè. Đó. Đó. Làm chai nước này mày, làm chai nước này mày. Ok hello anh em nha, làm chai nước. Ôi được à, một cái vũ khí và một cái nhẫn nữa. Hello 200 hơn anh em đang xem nha. Rồi cắt bùa. Thả tiếp bot này. 1 2 3. Rồi, bơm dưới hai cùng một trong nữa anh em còn nữa. Rồi, quất lên đạn mọi người.
Lấy cái biển nó mới sùng ạ. chưa về bờ Ngọc Tứ Dương ơi. Hello anh em nha. Khải bao giờ đập chơi đá chưa? Chưa Khánh Nguyễn ơi. Có hút cần thì có đập đá chưa? Nói giỡn chứ khay thì có còn đá bỏ tay. Nhưng mà nghỉ lâu rồi. Tầm này ai chơi máy đó nè, chơi máy đó hư người nè. Vợ con rồi, chơi máy đó hư người. Cố gắng hôm nay vô bờ nè mày, cố gắng hôm nay vô bờ nè mày. Xin gì em kia xin gì? Xin rắc đây, vãi. Vãi xin rắc đây. Rồi khui ra. Có một vũ khí, một nhẫn này. Nó sốt. Trời, sinh lực cao không có gì. Nhẫn mọc. Trời ơi, sinh nội lực cao không có gì luôn. Rồi sốt. Rồi chờ đợi tiếp tục, chờ đợi là hạnh phúc. Giao dịch quan nem động vài cái lần bài boss nữa. Vô lấy rương em, vô lấy rương giao dịch nem động ít lần bài boss nữa. Hôm nay ra đảo 77 con nha em. Mời anh em ly nước nha, 77 con. Lấy nhanh ra nhiệt độ. Đó, rương còn khá là nhiều. Còn trong rương 17 cái nữa này. Đây là 17 cái này. Coi xong tập phim mà chưa xong luôn à? Chưa anh đánh được bài boss, em đánh 77 cái ít nhất phải 1 tiếng anh, ít nhất phải 1 tiếng mới xong. Thì sao mà xong được? Nhất phải 1 tiếng, nãy giờ mới còn 30 con, 40 con thôi. Không, nãy giờ chắc còn 30 con. Lấy một thêm nữa. Để nâng động thêm mười mấy con nữa nè. 19 con nữa nè. Phụ đam mấy cái giao dịch này. Nâng động cho phụ đam thôi anh em. Rồi. Ra đảo. Không biết đủ tiền dạng là được tính hết đủ tiền dạng là khô máu luôn, biết đủ tiền dạng. Còn gần 900 vạn chất đủ. Nem độc đánh rớt đa 40 đó hả? Ha, nếu nem độc đánh rớt đa 40 quá chắc, quá ngon nè. Không có kết hình xuôi thì vì khám không rõ thì vì nem độc hay cho đôi trở đứng thôi. Lâu lâu mũi đa mà ai ngờ lúc đó đa nó rớt nè. Nó được một đa 40 nè. Đồ cái này nhẫn 40 này có tiền nè. Trời ơi. Đó, được mấy cái nhẫn. Nhẫn này cùi cùi vứt bên này nè. Bước bên này, người thường tính ba cái nhẫn này không ăn thua. Đó. Đây coi còn 1, 2, 5, 9, 5, 8, 5, 7, 5, 6. 56 con nữa, còn 56 con nữa nha anh em. 56 nhân cho 20 là tốn bao nhiêu tiền? 1.001, ai chà chà. 1.001 hả? Mốt bạn có công tiền không? Trung ơi. Đã mượn thêm Trung thêm 200 vạn nữa. Trung. Anh mượn 500 vạn nữa. 500 vạn nữa. 500 vạn nữa. Rồi, cắt bùa lại. Năm động này mới có 92 cấp nè, nên là bùa yếu quá. Bù yếu á, đánh lâu. Bù nó mới có kháng cả 11 quên 11 skin đoạn cân hồi cốt, trừ mới kháng cả 22. Ít quá. Ít đồ mà dòng ok anh em, được cái đai 40 là thấy chắc rồi. Cố gắng nè. Đó. Cái đai này ngon nè, dòng 2 đều có nghiện dòng 2 thôi chứ. Đai này ngon mà. Đi năm hành vẫn kích được, đi năm hành chuẩn vẫn kích được. Về bờ nào, hello Cúng Kho nha. Hello Đào Hiếu, hello Chí Nguyễn. Nhẫn kim kia cũng được nhưng mà được dùng 2 nè. Dùng 2 khắc độc là cũng gửi chất cũng giỏ đăng nha. Giỏ đăng nó xài nó mua được kích. Cái tại vì sức mạnh của nhung bỏ, sức mạnh dùng 1 của nhung bỏ. Rồi hai con chết nè. Nhẫn kim thì sinh lực được cho mười mấy. Nhưng mà khắc độc là dùng 2. Một vũ khí. Rồi, hai cái vũ khí, ba cái vũ khí. Ba cái vũ khí rồi.
500 vạn thôi em ơi, 500 vạn thôi. À một 500 thôi. Đủ rồi. Dạ. Thì xa bờ luôn. À được một ca luôn, ok. Ui chà, con gì bay đầy đầu mình nữa ta. Trời ơi, lùm đồ. Ai rút một khí cái gì đây? Nhanh, ra lùm đồ chúng ơi. Rồi ok, thả tiếp. Vào Discord chém gió nào anh em. Vào Discord chém gió này anh em. Ôi Thứ Yên nó làm như cái nó chạy lằng sàng mà trời. Nó bị ngáo à. Yên Khải đang đứng cứ nó lằng sàng nó chạy đâu vậy ta. À đứng im coi, thả bot này. 1 2 3 4 rồi, 1 con Thứ Yên không đánh nè. Nhớ rồi. Lâm. What the hell? Nào cho cừu sát vậy? À, nhầm, hiểu rồi. Từ, bình tĩnh. Mốt em Thứ Yên. Rồi, tiếp tục. À, để xem cái này, Khải bó cái này cho anh em xem. Con Gammy nó, tech auto nó bị chất ngu người nè. Đứng này thì kép góc nó lại. À, hello anh em nha, chúc anh em một buổi tối xem video livestream vui vẻ anh em ơi. Bây giờ hiện tại Khải đang ra bắt 17 lệnh bài sandbox và mong rằng anh em ủng hộ một like một chia sẻ nha. Rồi vô. Ngu người hả mày. Ok. Em còn hai mấy cái này xuống lốt đi anh ơi. Ok. Ai vậy? Em còn ai nữa, đợt này của em thôi còn ai nữa. À chung là sao giọng nói giờ khó nghe vậy? Say sao vậy? Chưa có nghe nhỉ? Nó chưa được. Hồi nãy là nghe không rõ, nó bị nghẹt sao đó, anh nghe không rõ là ai. Ờ còn hai mấy cái nữa tư đường Anh Quốc luôn anh. Để giao dịch đây chung ơi. Mai cầm tiền rồi gửi, anh gửi tiền luôn. À ok. 20 cái không? 23 cái không đưa hết đây. Đang quýnh lợi giữa anh em. 20 cái tròn đúng không? Ok. Rồi khui anh em ơi. Khui cái này một cái hả? Rồi tròn 100 cái luôn em ơi. Lùm 20 cái này tròn 100 cái luôn. Giờ tính tiền. Thắng họ. Vài trời ơi, sát thương 38 không có tóc. Trời đủ nhí. Trời ơi cho anh em tiếc vãi. Trời ơi, anh em thấy không? Cái phi đao đúng đẹp luôn em ơi. Trời ơi. Sát thương 38, không có tóc. Trời ơi. Cái song đao sát thương 38 không tóc rồi, kháng độc sinh lực các kiểu luôn không tóc. Trời ơi, kiếm như song đao. Nhỏ dữ. Gọi về bên VIP còn hàng kim thì các ông cứ hết. À anh không biết. Giờ đang ở đứng này nãy giờ. Trời ơi sông đao đẹp quá. Không tóc tí gơ nè. Đó là tóc. Cái đó ra tóc còn ráng hón vài lần chơi nè. Giờ giờ này giao dịch con năm độc này chung ơi. Đây. Từ giao dịch đại ca này năm độc full chỗ rồi. 20 cái nữa này. 20 cái nữa, tròn 20 cái đúng không em? Rồi trong 20 cái là 100 cái anh em, tối nay 100 cái lượm bài bot. Rồi thả tiếp này, còn thổ lâu quá. 1 2 3. Rồi. Đó, đánh cho anh em một xem một lần cho đã max luôn nè. Cho anh em xem đã max luôn. Dịch được cái đai cũng được. Ờ cái đai cũng được.
chung. Sinh lực lực cũng ngon. Đại nên đá nhá. Cứ tầm 2 chiếc. Bài bóng không em? Hả? Bơm anh Hải kìa. Đâu ra nữa không? Còn bài nó không bơm luôn. Hôm qua tống một phát rương rưỡi rồi gì nữa. Hôm qua em bán rương rưỡi cho anh Tuấn hả? Hôm qua em nhồi nhiều người lắm. Hôm qua anh Tuấn là anh xanh lần mười mấy rương á, một ngày á. Nghe nói anh xanh 500 con á nè. 500 con. Trời, khổ máu gớm. Rồi, bói đồ này mày, đỡ nó chặt rương. Xin kêu bu. Alo. À, đâu nép mình vào đi. Ánh trăng nơi thanh thần sơn. Ngọn đèn khuya trong đêm mang bao ký ức vô lần xưa. Ủng hộ Khải Ly Cà Phê. Chúc okay. Ra siêu phẩm no 1SV nhé. Ok, cảm ơn Tuấn Hải vừa donate khả 20k nha. Cảm ơn Tuấn Hải nhiều nha. Vừa rồi ra cái sông đao tiếc quá nè em ơi. Shop. Rồi, này shop luôn, chả cái gì nè. Rồi, chung là tối nay không biết vào bờ hay ra đảo. Cứ anh em ủng hộ Khải là Khải vui rồi nè em ơi. Ở chỗ này thì Khải mới lấy thêm 20 cái nữa là tròn 100 cái luôn nè. Hết quá tìm cái gì vậy? À, không có tưởng cắn cái. Rồi. Cắn rồi. Vừa tròn 30 phút, nghe là dở rồi. Đúng rồi, em sửa lại 100 lần bài boss nào nè em ơi. Còn rất là nhiều nha. Hiện tại bây giờ em còn bên này 20 cái với bên này 50 cái nữa, còn khoảng tầm 80 cái, gần 80 cái nè. Đánh này mới hai mấy cái thôi. Tại vì nó đánh lâu quá. Có gì ngon cái. Mới có đại lưng làm chậm 40 thôi em ơi. Sinh lực cũng lực. Ừ. Nói chung là tí nữa có đồ nào mà anh em mua thì được giá thì bán ngay trên live luôn cho nó nhanh. Anh đồ anh nhiều mà anh cần ít làm biết đâu á. Cần một cái kiếm khác thương 4x trở lên. Kiếm à? Đồ này cái kiếm này đường gì luôn ngon ai. Đây sông đao. Đây cái này sông đao. Ui, có không thức linh. Có không thức linh nha. Rồi rồi, bó nhanh. Ủa xanh. Áo. Rồi, áo. Ui, áo không phục hồi, bó. Rồi, ok. Khui bót. Tiếp tục. Ủa rồi, này chết một lần 4-5 con chỗ này. Mở tiếp này. 1. Mộc này. 2. Kim này. Thủy này. Đúng rồi. Đó. Ôi. Để cách ly cho em. Dạ. Cách ly chưa? Các bạn cách ly rồi. Vậy cách ly rồi. Từ, có con thứ nó làm gì nó chạy lung tung. Cách ly rồi. Cách ly rồi. Đừng hay ngoài này nó căng lắm anh. Em cứ đi 21 ngày rồi. Ủa con em ơi, sao mình hay bị ton vậy ta? Anh chỉ lâu rồi, hay ngày nào cũng lên. Em ơi mình ngáo rồi. Đi ra tao bóp cho vào. Ủa con em ơi, mình sao cứ hay bị chết vậy ta? Mình cho nó auto bom máu các kiểu mà sao nó hay bị chết vậy ta? Ủa mà nó bán. Con Ngami cho đứng xa ra. Cho em ơi đứng lại rồi. Nó bán lâu rồi. Bán lâu rồi. Không trang ba lên. Ủa nghe mi mình tự nhiên chết ta. Trong khi đó là mình auto nó bút máu mà sao lại chết được ta. Rồi khui. Thằng ma là em mua. Rồi vũ khí này nhẫn này. Trời ơi thằng banh cao. Số lượng 132. Cũng được. Rồi cái này rác luôn vũ khí. Nó rồi. Thăng banh 15. Không có gì. Rồi shop. Thôi con mời nghe mi khỏi phi đâu. Nghe mi phi chiến đấu 5 bùa, 5 độc bùa nó mới cắt được. Nó game này 5 độc bùa cắt được không? Nami cần gì khi chiến đấu Nami để có cái phòng mà được cần đi. Không, phải phi chiến đấu anh mới cắt được bùa bên trong em. Nghe mi mà phi chiến đấu đó. Đúng rồi. Rồi làm phi chiến đấu lại. Nó phải phi chiến đấu mới cắt được bùa bên trong. Tại vì mấy con boss nó dính gấp hết rồi á. Phải có một con phi chiến đấu rồi năm độc nó cứu sát thì nó mới cắt bùa được. Rồi ok phi chiến đấu rồi. Đó. Ôi nghe mày ngáo à. Cứ đánh quái vậy. À do nghe mày mình đỡ tự đánh, tất tự đánh đi. Rồi ok man. Rồi cứu sát lại. Chưa có gì VIP anh em, chỉ mới một đai lưng làm chậm 40 thôi. Em ơi, đó. Một đai lưng này cũng khá là ngon, sinh lực cũng lực, chậm 40. Nhẫn này thì mày... Anh chưa có ăn quả, em có 2 quả. Cảm ơn Nguyễn Trọng Khiêm vừa donate 20k nha. Cảm ơn Nguyễn Trọng Khiêm nha, cảm ơn anh em nha.
đánh chưa có gì mà thấy anh em ủng hộ là thấy vui rồi anh em ơi. Thấy anh em ủng hộ 20-30k là vui rồi. Sao với Tiến? Dạ. Em nói. Anh nói chung. À. Chung là cách ly mà. Cách ly là này, hạn chế là mít hả em? Vợ đi cho mày thoải mái là anh cách ly cho ông chơi thoải mái. Vợ đi cho về vòng ạ. Cá tẩu 105 nào ông nào. Chiều. Đi ra ngoài đi ông. Để tôi mẹ thân được không ạ. Còn khá là nhiều anh em ơi. Nói bữa nay nông ăn quả bằng niên hoa lên trong cái cây. Ê ba, 34. Đang chơi nhau mà. Anh còn 30% nữa lên trong cái cây. Em tập để tin. Mấy bữa nay bỏ anh bỏ cái 10 ngày. Ma mình như anh kỳ cốc con này nha. Đợi em mua con đó 103 về. Mua lúc gì là 103, vừa lên 103. À, đây là bát 17 nha anh em. Anh em ủng hộ một like nha. Cảm ơn anh em. Không có Thiên, không có theo sao ai hết anh em ơi. Thiên tách hết rồi, không có theo sao ai cả. À, chuẩn bị chết, hồi kim chết này. Lâu rồi, nói chung là cũng quay trở lại với anh em cho anh em đỡ nghiện anh em. Nói chung là mình cũng nghiện nhưng mà mình cai từ từ anh em. Này là bát 17 rồi mà không biết được gì đây. Kim chết. Vì chỉ cần cái vũ khí cái đao quên cái kiếm sát thương cao thôi hả em? Vâng, đồng 1, đồng 2 đều được. Đồ nãy ra xong đao, cái này kiếm là được rồi. Bọc tay. Đồ xong đao nhìn đẹp gơ luôn á, nhìn đây. Sát thương 38, kháng độc 21, sinh lực 65. Cái này mà thêm cái tóc 30 nữa, nô 1 luôn. Ê, nô chưa nô tại vì thiếu sát thương phần trăm. Sát thương phần trăm. Nhẫn, ôi có một nhẫn, có một nhẫn. Rồi thả boss tiếp. Cái nó hai vòng pin shop. Cái áo là 54 tầng nhưng mà áo này cấp 1. Cái áo của em nó phải hệ kim rồi. Rồi ok. Một cái khẩm thức linh nha, hợp thủy một khẩm thức linh nha. Rồi đó, nó ngừng cái rồi vô thẳng boss coi. Ngừng cái thẳng boss coi, rồi ok. Thả boss nha anh em. 1, 2, 3, 4 con. Đó. Nhích 4 con anh em. Nhích 4 con nha anh em. Ôi, 4 con là 3 ông kim anh em ơi. Ngon. 3 ông kim. Kiếm mấy cây vũ khí coi. Rồi, nhẫn nhiều nè, nó coi bói cái gì đây. Ở tay kháng độc cao. Đã nhận rác thôi. Trời ơi. Không có gì. Ôi nhận mấy mánh một vãi rồi. Nhận mấy mánh một. Ok cảm ơn Đoàn Thanh Tùng. Đoàn Thanh Tùng vừa donate Khải 10k nha. Cảm ơn Đoàn Thanh Tùng nha. Cảm ơn anh em. Ôi nhận mấy mánh một em ơi. Này thiếu 5 đồ xe mang thôi. Chóng 20. Ôi vũ khí rác. Rồi không có gì cả. Chưa có gì anh em ơi, chỉ một đại lưng thôi. Rồi tiếp tục. Dây chuyền này, áo này. Kim. Ba con kim này mà ra. Đau đồ sát thương tóc đồ anh em, đau sát thương tóc đồ anh em. À ra tiếng rồi còn bem bot à. Ừ bem cho anh em xem đỡ nghiện anh em. Tại vì cũng khá nhiều anh em trên kênh rồi. Khải cũng vậy, Khải cũng lâu đó rồi, Khải không đánh. Cũng hơi khá là nghiện anh em. Tu như mình tu từ từ anh em. Ok cảm ơn anh em nha. Cảm ơn Tùng Đồng Thanh. Ok. Mấy rương anh gái? Anh đánh một rương rưỡi em ơi. Một rương rưỡi. 100 con là một rương với 40 con lẻ. Còn nhiều, bên này còn mới anh em, còn bên năm độc Khải còn nhiều nữa. Nên năm độc còn khoảng tầm 30 con nữa, 35 con nữa anh em. Là còn khoảng gần 60 con ấy, nãy đánh mới còn 40 con thôi. Cái song đao đẹp thế. Song đao đúng đẹp luôn.
Rồi kiếm kiếm đi. Ờ không có tóc nhỏ thiệt chứ. Giờ mới xét cơ. Rồi, băng kim này, mong mà băng kim này có đôi siêu phẩm này em ơi. Mong băng kim này có đôi siêu phẩm này em ơi. Đó, em thấy máu nó chết từ không? Nhìn mơ không? Nem độc không dám đam luôn em, tầm này nem độc khải không dám đam luôn ấy. Đợi rớt rồi. Bên này chặt rương. Chết này. Chết này. Khải đang xanh xếp một bánh 12 nha anh em. Đây, Thi Thiên Khải đây. Ôi, Thi Thiên Khải hết tiết ảnh rồi. Đậu nhí. Đây. Nó đánh chậm. Đây anh em, xếp bánh 12 nha. Phan lên độ lệnh bài làm cái gì vậy? 3 này. Đó. Thi Thiên Đao hả? Phúc Duyên không luôn anh em ơi. Phúc Duyên không. Ban kim mà rớt một phong độ vãi nồi. Một nhẫn. Ui một bao tay. Chết rồi. Kim mà ra nhẫn cái bao tay to này. Sắp chết. Kim mà ra một cái nhẫn với một bao tay là xong rồi. Là không thấy mơ rồi. Gì đây? Một dây chuyền, một đai lưng. Rồi ok, tiếp tục thả tiếp. Thả tiếp và tính tiếp. Một, hai, ba, bốn, năm. Ok, thẳng lăng năm con năm. Ôi, à, nãy giờ mình hiểu sao con nghe mi mà nó chết rồi. Đậu xanh mang vót nó quất anh em. Năm con lúc mang vót nó quất sạch sẽ liền. Chết nghe mi liền anh em. Trời, đậu xanh nghe mi mà nó quất ghê vậy. Rồi, nó vô nghe mi lại. Ông nghe mi chủ yếu đứng cho Nam Độc cách bùa thôi em. Chứ cũng chả làm gì. Đứng chơi Nam Độc cách bùa thôi. Nhiều khi thả boss nó bị kẹt góc lát á. Kẹt góc lát nó phải cần con nghe mi đứng sơ ra đỡ cách dính bùa lên quái. Để cho nghe mi vô tiếp rồi tính tiếp. À do nghe mi không có dòng sen. Đã bật dòng sen rồi nè. Đậu nhí, tưởng đâu nghe mi mình nhanh chết vậy chứ. Cho đứng ở ngoài, không cho đứng ở ngoài không được lại chết kìa. À không cho đứng bên trong em, cho đứng bên trong đỡ nó có con đem động nó quýnh vô bùa con quái mà. Nãy giờ không có bật thanh âm, mấy cái bốn cái máy à. Nó gồm lại đem con nó xích một cái chết luôn. Rồi từ từ. Tăng thủ tôn. Rồi, lần này phải chiến đấu vậy. Con ghẹ mình tên Miu Miu mới nhắn tin làm gì mình trả lời đang xem live xong thấy Miu Miu đứng bên vãi luôn. trùng hợp vãi đúng không à, con ghẹ ông này tên Miu Miu đang hỏi ổng đang làm gì. Ông nhìn trên kênh có con actor nhân vật Miu Miu luôn, giật mình không. Rồi ok, một nhẫn gia truyền rồi em ơi. Kim thì cái này to rồi, kim mà ra nhẫn với gia truyền là xong rồi, không ăn thua. Rồi Khải cắt bùa ngay. Trời ơi, mấy con mộc này. Rồi, cho lên đàm mày coi. Ừ, chưa, anh chưa ra được gia truyền Khải chấm 10 đâu luôn em. Đừng nói mày ra, không thấy luôn á. Rồi, bói cái này đầu lên đồ tiếp nè. Hello, 300 anh em đang xem nha. Chúc anh em xem video vui vẻ nha anh em. Rồi. Vậy trời lại kháng động 13. Bao tay không thua. Trời ơi sức mạnh 18. Ui gia truyền vái nồi, gia truyền nữ. Cái này phải kháng tất cả 18 cũng đỡ đi anh em. Vái nồi sức mạnh 18. Gia truyền nữ nè. Nữ mình không cần. Ừ này đang ra khơi này Dương Bùi ơi. Đang đánh này Dương Bùi không xem hả. Đang ra khơi 100 lần bài boss này. Tiêu đờ Khải cái đạch mà. Anh em mọi người ủng hộ một like chơi nha anh em. Và cái đây là bát 17 và Khải cũng mong anh em ủng hộ Khải nha anh em. 500 like thì Khải tiếp tục rảnh có thời gian Khải sẽ gom 1-2 rương gì đó đánh cho anh em xem tiếp. Đó, anh em cứ ủng hộ, việc còn lại là Khải lo thôi. Anh em chỉ việc ủng hộ một like một chia sẻ thôi. Còn lại là Khải lo. Còn anh em nào mà có lòng hơn thì có thể ủng hộ ly cà phê rồi như anh em là cũng được. Đó, sao đâu.
À, mới một cái đai lưng thôi em ơi. Đai lưng làm chậm 40. Rồi boss bị chết này. Nhẫn này làm chậm 40 nữa có tiền là có 20 thôi. Rồi máy mọc chết này em ơi. Một lần khai thả 5 con anh em. Điều chúng mấy con thổ này nó lâu. Con mọc họ nó nhanh thôi. Ui đó đó rớt này rớt. Ui chà chà đồ nhiều ấy. Rồi bói luôn cái đó chặt rương. Trời non kim. Khăn lôi cao. Đúng rồi, vẫn chưa được vào bờ nè. Ui, cái phi đào khăn lôi 28 trong 1. Đẹp vãi. Đẹp. Nhận khăn lôi 18, sinh lực 151. Vãi. Nhận này mà khăn lôi 28 mà đẹp rồi gì. Đâu? Đâu rồi? Nhận khăn lôi 18 mà sinh lực 151. Vãi nồi. Bót lên giường. Đó. Ủa. Này mà 28 thì ngọt luôn. Ủa. Trời. Kháng lôi cao này. Được kháng lôi cao này. 150. Ừ, sinh lực 101 vãi thì thôn. Kháng lôi thấp quá, 18 thì chủ yếu xe. Thì là ai cần cần thì bán được một chút không bao nhiêu, giá nó cũng rẻ. Này là Khải vứt cái nhẫn cho anh em xem. Đó. Cái đao đẹp thế nhỉ. 28 vòng 1. Xong đao đẹp bây giờ mà mình lại mất tông hơi hỗn binh. Cái này tông hỗn binh phí. Cái này hỗn binh phí. Kiếm siêu phẩm cả chưa lập đội đánh liên đấu mà chưa chí tăng này. Tìm người mà không có người nào đánh chung em, tại vì server bất cập hết rồi. Này muốn đánh chua lắm, không ai đánh chung. Một like ủng hộ cái giá trị dành khán giả 19 nhé Khải. Ok, cảm ơn anh Hiếu Trịnh nha. Ừ, nhẫn này cũng có tiền nhưng mà kháng lôi hơi phèn. Kháng lôi hơi phèn. Kháng lôi có 18 rồi. Khải lấy tiếp cái nhẫn này. Nhẫn kim nãy được nè. Chung nãy toàn đồ sinh lực cao nha. Đấy toàn đồ sinh lực cao nha. Này. Nhẫn khá nhiều ấy. Đây này, nhẫn này sinh lực cũng cao này. Rồi đó chuyển lên bài boss bằng kia ra. Kháng độc đẹp nhá. Ừ, kháng độc cũng sinh lực 120 mấy. Tất cả đồng 1. Để xong đá. Đá. Ơi đủ chỗ không ta? Biết đủ hay không? Anh Khải làm sao cho nó đọc tên trên live vậy? À donate. Mà đọc lên trên live làm gì có. Đọc tên trên live thì Khải đọc chứ có gì đâu mà làm sao đọc tên trên live là sao ta. Hello anh em nha. Hello 300 anh em nha. Anh em đang xem thì đừng ngần ngại cho Khải một like nha anh em. Còn một con thổ à, thả tiếp này. Con thổ thì phèn quá. Mới giao dịch 1 này. 2 này. Thổ nữa, hỏ nữa. Trời ơi, hỏ như vậy. Ui. Một mớ hỏ luôn trời. Ném con hỏ một chỗ. Ui ui ui, thổ. Đầu xanh, đồ xanh, nó quýnh ngày mươi mình tên rồi. Chạy, đúng rồi, vô ghép đi cụ. Ui chà, hai ba ông thổ nó quýnh ngày mày xém nát tương rồi. Hơi này nó kẹt gấp anh em, nếu không nó không kẹt gấp là mình xong ấy. Mấy con boss này nó khỏe lắm. Hơi này nó kẹt gấp ấy. Lần này mình thả thêm 6 con nè. Ui, làm thay máu giật không? Quá trời quá đó. Rồi thế nhưng lâu lâu nhích ra chỗ khác coi. Ở này được mới nhẫn rồi nè. Non. Khán giả 19 anh em ơi, cố gắng nào. Anh Khải chỉ có Facebook mới đọc được trên live thôi. Nghĩ sao về OLED với 5B à? Hello Dương Lễ ơi. Thì những người đó cũng là quen Khải mà. Anh em không mà. Trời ông này cũng sao bay. Cũng sao bam. Ui mấy giờ mấy hờ họ này. Hờ họ kiếm lấy cái nhẫn làm chậm 40 là chắc anh em.
540, nhắn với bao tay ngọc bội là ok luôn. Có một, ôi có một nhẫn hỏa nha, có một nhẫn hỏa nha, vũ khí hỏa, có một nhẫn hỏa nha. Ôi hết nhẫn hỏa, giày hỏa rồi, khui hết đồ rồi, hết hết chỗ rồi. Số mình là 40. Số có một nhẫn hỏa nha anh em. Chung nguồn địch bài, Chung mới bán anh một rương nè. Trời, đúng rồi. Nhận họ, nhận họ. Umbalasibur. Trời ơi, thằng pháp 4. Thằng pháp 4 này mày, rác quá. Rồi, đầu tiên được cái đài đến giờ luôn nè, mà chưa có gì có thêm cả. Hai con hở thổ con chỗ này, chùa thấy. Quất hở thổ này xong rồi đánh con khác nè mày. Đẩy thương này, Chung online mấy cái này đâu ta, Chung đi đâu ta? Các lên xem là một tay ra. Rồi nó thả vài con nữa này mày. Nãy giờ chỉ được một số đồ nhưng mà cũng chưa ngấy lắm nè. Một đai lưng là gọi là đẹp đẹp thôi, 2-3 kim đó, sinh lực cũng lực. Còn mấy cái này thì sinh lực cao, mấy cái này cũng được vài trăm xu. Thắng lôi 28, thắng lôi 18, sinh lực cao, sinh lực quá cao. Sát thương 38 dòng 1, thiếu tóc quá tiếc. Hiện tại Khải còn coi 1, 2, 3, ui còn 53 con boss nha anh em, còn lâu nha anh em, 53 con boss nữa nha anh em. Mở này vẫn có cơ hội ra được, vẫn còn nhé. Cơ hội nè mày, 53 con nữa. Nãy giờ mà đánh khoảng 50 con rồi, nãy giờ 50 con rồi, hết một nửa chặng đường rồi. Một này kim này, sao cái sát thương 40 kim này, thổ sát thương 40 đó. Trong bang anh bán lại, trong bang mình xài có kim rưỡi cho mấy. Nó lại ra bán anh bán lại kim rưỡi mấy. Cái nó của anh đúng không? Chắc xa bờ rồi hả? Còn lâu anh em ơi, hên xui mà. Giờ còn 50 con boss nữa anh em, 50 con boss nữa. Nãy giờ coi, nãy giờ đánh được bao nhiêu phút? Nãy giờ đánh mới có 55 phút. 55 phút chứ khoảng tầm 30 phút nữa là xong. 30 phút nữa xong. Cố gắng anh em ơi, một like chia sẻ ủng hộ nha anh em. Cố lên nào. May mắn 12 cũng như 13 thôi, cảm thấy nó cũng như vậy thôi nè. Chủ yếu là cái độ hên xui của mình thôi. Chứ cái phúc duyên nhiều anh em bảo không có quan trọng đâu, Khải nghĩ cũng đúng. Phúc duyên nó không quan trọng gì mấy đâu nè. Nhưng mà anh Khải là nhé, mỗi ngày vào con này kia này nè. Chơi em. Nhận danh vọng. Thêm một tí. Anh ở một tháng nóng thêm nhiều danh vọng lắm ấy. Nhận danh vọng. Mấy cả đi chuyển thương các thành nghe được gần 10 điểm một phát mà. Đúng rồi. Cái theo vào này 100% là tính danh vọng. Phúc duyên không lên. Phúc duyên thấy mấy chục ca không ăn thua. Tại vì xanh bà tăng xanh cho gần hơn 10 rương rồi. Mà cảm giác phúc duyên cao thì cũng trả được gì. 100k. Chủ yếu là danh vọng. Mà bên này đi tổng kim ra là không phải danh vọng. Rồi chuẩn bị boss chết. Mời anh em ly nước nha. Ly bia chứ ly nước gì anh? Anh đang uống nước. Cùng má. Thế con ấy của anh Chiến không? Con cái bàng nằm ở hôm mua bạn kia không? Vẫn cày cả con cái bàng. Đâu có anh chuyển qua con đào à? Trời ơi, cho tiền treo xe đi con con đào này. Dạ tẩu cũng gần cây rửa, anh gán làm cây rửa. Nhà đô. Ok, hai cây vũ khí ngon nè, khui nha anh em.
hai cái vũ khí, hai cái phi đao đậu xanh. Ba cái vũ khí chứ, một cái chì nữa này. À hai cây thôi, một chì một phi đao. Ui, chuyển hóa sát thương 10-10 không. Chuyển hóa sát thương 7 nữa, sinh lực. Ui, cái nó sinh lực lực cao này. Mà được 80% cái này thì cũng được. Ngon hơn cái nó hôm trước mình mang. Trời ơi, lại sát thương mà không có tốc độ. Sát thương 71%, sát thương 11 điểm mà không có tốc. Nhỏ vãi. Ok, bước bên này thôi. Tròn vãi ra, xấu dòng đẹp vãi luôn em. Dòng nó không có tóc luôn. Tù vãi. Đàn áo này bán sốt đây. Chung mình cho em 35-82. Đó quần quả, nó tốn, nó tốt. Ừ. Ba la ba la ba bum. Chỗ hai anh thổ lâu quá. Được cái mũ này giữ được. Ừ, mình chả có gì, đen vãi nổi. Không hiểu sao. Không mà đó giờ thấy sang boss là thấy anh Khải đen lắm. Em chắc đen nhất server thì chứ. Ừ. Người ta quýnh hết thì cũng có đồ ngon. Mấy gương. Ồ. Con một hai một ạc. Không có gì luôn, đậu xanh. Thổ thổ hai con thổ này mà. Em nhặt hai lượng bài một ngày. Còn rồi, còn 50 con boss nữa. Giờ đánh đâu còn 45 con nha, 45 con này mày, gần hết rồi. Nhưng mà 45 con thì chắc còn nửa tiếng nữa. Tại vì nó đánh mấy con thổ này hơi lâu. Đợt Khải dồn đam cho mấy con thổ luôn nha anh em. Khải thả bớt vô luôn. Thả vô mấy con thổ luôn. Đánh cho nhanh rồi. 1 2 3. Đó. Đủ luôn nhí, đủ nhí, đủ nhí. Anh kiến sai, anh kiến nó. Con đồ két nó còn nhiều. Hồi đó giờ trong bang cũng kêu anh cũng con lông xét. Đi theo xe thì con lông xét ngon hơn. Ừ. Đi theo xe. Theo xe là máu nó trâu nữa, tăng mát sinh khí á, máu nó trâu nữa là con lông xét theo xe ngon hơn. Còn em đánh ẹt tay á. Nhà quả em quýnh mấy con hùng nhãn quýnh ta đâu với con lông xét đụng nó quýnh nhiên nó buông bạc cái chết luôn kìa. Ừ, nó nổ đam rồi lắm. Nổ cái chết. Hello bum bum nha, hello bum bum nha. Ba cái cho tụi em. Ừ, OLED toàn siêu phẩm, rồi Nambi cũng siêu phẩm, mình chả cái gì. Rồi mấy anh em trong bang đánh cũng vài chục con mà còn toàn đầu đẹp không. Mình đánh xong trắng đời vãi nồi nè, không biết sao. Lúc đầu bọn em săn cũng được nhiều đồ không? Ừ, nhiều hơn anh luôn, anh mười mấy rương rồi. Đây là rương 17 rồi. Săn là cái con thú nhiên của anh Khải đấy chứ quả. Ừ, con thú nhiên của anh nha. Mà lúc ý xem mày bằng con chí. Là xem mày bánh 12 rồi, chưa thấy gì. Nãy giờ mới được một cái đai lưng thôi anh em ơi. Một đai lưng 540 thôi. Không phải đồ tao mày mất giá. Khải con ghẻ nên đen thôi. Chắc vậy quá hình lượng ơi, thiệt chứ. Cảm giác anh em thấy không? Khải đúng đen luôn nè. Đen từ hóng binh rồi cho đến trên lệnh bài boss ra khơi xa bờ vãi rồi. Không có khi nào mà gọi mà có cảm giác hứng thú thử nè. Không thấy cảm giác hứng thú luôn nè. Mình toàn cảm giác cây cú không à, là nhiều. Chuẩn bị anh Khải lên gần 600 người xem nè. Làm gì lên được nè, mấy hôm còn 700-800 nha. Tầm này hết rồi, tầm này nó đã bình rồi nè. 300-400 người xem là cao rồi. Thôi mày chuyển qua con xét luôn. Xe này con luôn xét á, thì nó mới trâu. Một phần là sinh khí, mát sinh khí nó trâu. Thì anh đi xe mới ngon được. Thế vì là anh có chơi đặc chính mà Khải đang đi ra đảo tránh Covid. Hello Vũ Trì bé nha. Rồi ok bỏ nha nè. Khải vừa tự đánh rồi vừa tự nhặt luôn là nó hơi lâu một chút nha nè. Khui này. Trời ơi nhận họ mà không có dòng gì vãi nồi. Phi tiêu. Khang bình. Gia truyền khẳng lôi. Trời khẳng bình cao không kháng cả. Rồi. Xót. Vậy. Thời gian chúng đọc 40. Khải thánh nhỏ thiệt chứ. Vẫn chưa thấy cái gì gọi là. Thôi cố gắng quay tay vận may sẽ đến anh em. Cố gắng quay tay vận may sẽ đến.
Rồi, quất con kim này xong thả tiếp. Quất con kim này xong thả tiếp anh em. Ôi trời ơi, con kim mà ra cái áo này toan thật sự rồi. Áo nhìn vô chỉ muốn bán shop luôn, khỏi cần coi cũng được. Rồi tiếp tục. Lên luôn. 1 2 3 4. Trời ơi, 4 hộ luôn. 4 con đúng 4 hộ luôn em. Kim ừ, truyền thổ kháng cả đẹp không thấy luôn. Hồi giờ Khải Xanh là chưa thấy được một giá truyền kháng cả nào mà trên 10 luôn ấy. Anh em nhớ cái đoạn siêu phẩm mà Khải Xanh bát thứ 3 thứ 4 không? Giá truyền hộ họ nữ kháng cả 1%. Vãi nồi. Nó vẫn ra mà ra 1% anh em. Kháng cả 1%. Anh em thấy tù không? Em nhớ là anh Khải được cái mộc cao nhất là Khải. Ừ, một cái mộc xấu. Rồi hết rồi. Là siêu phẩm là hộ họ kháng cả 1%. Rồi xong. Rồi tiếp tục. Con họ sẽ chết trước. Khá vô lá thiên sơn hả? Tầm này chắc Thí Yên nó sắp hết thiên sơn rồi nè. Thí Yên với anh em đọc chắc sắp hết thiên sơn. Ai Khải nữa. Mua thì lá thêm 2 cục nữa. Vợ rồi mà còn thích quay tay à. Lâu lâu vẫn quay tay với anh em. Anh em hỏi. Có vợ là vẫn quay tay là bình thường à. Chuyện đó là chuyện bình thường thôi anh em. Quay riết hết hết nhớ lúc bơ luôn. Rồi thấy nghe tiếng rất đồ rồi, thấy nghe tiếng rất đồ rồi. Ok, có một cây vũ khí, yêu chuẩn vũ khí họ nè, không ăn thua. Khí họ anh em. Khí họ không ăn thua. Họ giao dịch nó may mắn hả? Niệm Phật nhìn niệm Phật vô đi ăn. Hay đó Khải không cúng hoa mà lờ nên thế OLED nó cúng suốt ạ. Rồi kém cái máy rồi. Rồi con em đọc đâu. Thấy nghi nghi tại vì nãy giờ đúng một tiếng con em. Đúng một tiếng là phải đưa nó thiên sơn nó cắn tiếp thôi. Rồi bạn cắn quá tửu. Trời ơi quần quần 30 phút nhanh gơ nè. Còn còn 42 cái nữa nè. 42 con nữa nha. 42 con nữa nha anh em. Rồi cắn quá tửu luôn. Sốt 42 con. Anh em đang xem thì ủng hộ một like chia sẻ nha anh em. Lưu Vinh Sơn. Anh Lưu Vinh Sơn vừa donate 100k hay là ai đây anh em? Chưa có đâu gì ngon Phương Thùy ơi. Phải donate không Lưu Vinh Sơn này. Trên này thì Khải chưa thấy anh em nào comment Lưu Vinh Sơn donate cả. Vừa donate 100k này anh em. Quay uống dầu con hến vào may mắn mấy ca. Rồi nhật đồ. Ôi thấy cái một không thức linh. Một không thức linh. Lưu Văn Sơn vừa gửi gửi Momo 100k. Không biết phải anh em donate Khải không anh em. Quá tự cắn rồi anh em ơi. Rồi ui. Hiện tại đang có hai cây vũ khí. Nội lực. Một dòng. Ui này xấu dòng không có gì. Trời. Chưa cái gì. Niệm amen đà Phật. Rồi, chờ đợi. Còn 45 con nữa. Cố gắng quay tay vòng may sẽ đến. Ôi, còn hồ thủ. Thả luôn này mày, con hồ thủ đánh lâu lắm. Thả luôn này. Một. Thủy này. Kim này. Thủy kim họ, thêm con nữa. Hai con kim rồi ok. Hai con kim mình thấy ok rồi. Đa số thì Khải đang tìm vũ khí tóc sát thương em. Tại vì server này tìm cái vũ khí tóc sát thương chua quá. Kiếm cây ngon ngon đánh cho em. Cây của Khải cũng chưa ưng lắm. Mình donate Khải nhé. Ok cảm ơn anh Sơn Lưu nha. Vừa donate Khải 100k ở Momo nha. Khải vừa được một đai lưng làm 140 thôi em ơi. Một đai lưng làm 140 thôi. Đây. Lần này thì sang 100 con thì hết 15 kim. 15 kim với 1,5k tiền vạn là hết 18 kim anh em. Hết 18 kim thì dao động khoảng 1,2, 1,3 đây. 1,2, 1,3 mà chưa được món nào. Từ nói làm gì mở cái rương đua ngựa thì được hai dòng bán sốt phóng binh 17 lần thánh nhỏ. Đúng thiệt anh em Lê, đúng thánh nhỏ luôn. Thiệt chứ. Xui đấy. Xui vãi. Hồi nãy anh hôm qua anh đua ngựa được top 7 được một rương. Mở ra dày hai dòng.
hồi nãy top 4 mở ra cái giày 2 dòng, quên được cái nón, nón 2 dòng. Vãi, xui đúng xui luôn. Không hiểu, không hiểu sao mình xui dữ ta. Anh em đặt tên thánh nhỏ luôn người yêu. Khải thánh nhỏ. Ok siêu phẩm rồi. Còn 40 con nữa nha anh em, còn 40 con. Dây chuyền này. Siêu phẩm cái nào adder. Ra bọn hút nội lực bán em nha. Ok anh Lê. Một dây chuyền một nón, từ từ chờ xong con máy này bói tiếp. Cắt bùa nè. Anh Khải chung server B không? Ừ, cùng server với B mà. Cò TV ơi, cùng server với B mà. Server Hành Sơn luôn anh em. Ông đen lắm. Đen, mắt đen anh em. Ui chà, ui chà chà. Ui lần này nhiều đồ vậy. Vũ khí, ui hai cây vũ khí luôn. Ba cây vũ khí, bó nhanh. Sốt. Dậy. Sốt. Sốt cái này luôn, đừng có đau lên. Dậy. Trời ơi, tóc 21. Một dòng. Hai cây vũ khí, ba cây vũ khí này. Mong chờ vào ba cây vũ khí này. Áo rồi. Vũ khí, vũ khí. 15-30. Trời ơi, 15-40 là được rồi. Sáng động 15, không có gì. Trời ơi, là một cái đao sát thương 15 không tốc độ. Đâu, anh em xem không? Phèn dữ ta. Có sát thương mà không tốc độ anh em. Nhỏ, nhỏ quá, nhỏ quá. Không có tốc độ. Trời ơi, cái đao. Sinh lực, nguồn lực. Sát thương 15. Người ta mở toàn 4-6 dòng. Tội anh Khải thiệt à. Thiệt chứ. Đổi tên YouTuber Khải 2 dòng. Ok, vừa coi qua luôn. Ok, cảm ơn Cò TV nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì ủng hộ Khải một like nha anh em. Hiện tại Khải đang vừa tự cắt bùa, Khải vừa tự đánh. Rồi Khải vừa tự nhặt luôn nha anh em, nên là nó hơi lâu một chút. Vì anh em xem thông cảm nha, tại vì muốn nhanh thì không nên anh em ơi, đánh boss thì không nên đánh nhanh. Đánh từ từ nó mới có chất lượng, nó mới hấp dẫn được anh em. Cao kiên của thằng 5 bi về 6 vòng. Kim luôn. Nó cái mắt đi càng 6 vòng. Ừ, cái đó mặc định của Nam Bi là mặc định 6 dòng. Rồi tiếp tục thả tiếp này. Anh đi tổng kim mặc định 6 dòng. À, ừ, top tổng kim hả? Top tổng kim mà top nộp tùng á. 1 mặc định anh cứ mở 2 3 2 con mập, 1 con hỏ. 2 con hỏ. Thả em con luôn. Ui. 2 con hỏ, 2 con mập. Rồi 1 con thủy, ngon 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 ngon. Tôi này ngon, tôi này ngon. Tôi này ngon em ơi. Ném ăn thổ được tại vì thổ phèn quá. Thổ không thấy có gì luôn. Rồi cắt buồn ra ngay. Ờ đợi vứt bớt qua dần em đọc. Rồi cho nó lên đàm ngay. Vứt bớt ngày mươi đang đứng không. Ngày mươi một rương đồ được không rồi nè. Đỡ đồ nào ngon ngon lại so cho anh em xem. Cái này cũng bán được cái tiền này. Nón làm phôi nè. Giày này cũng được nè. Đao này cũng bán vài trăm vạn cho vui nè. Lôi. Đó, chỉ được vài món này thôi. Mấy món được được là Khải sẽ đỡ lại cho anh Rương. Chịu khó chửi ho mà lờ à. Hồi giờ nói thiệt anh em, Khải không dám chửi luôn anh em. Nhiều anh em cứ bảo chửi ho đi sẽ có đồ viết mà nghĩ không dám chửi, đồ chửi chết luôn á. Hai dòng ép cho đồ tốn mà. Trời ép ép 4-5 dòng anh em, ép 2 dòng phí lắm. Tại vì đồ mà 2 dòng ép làm gì. Hello anh em mới vô nha. Tính ra đánh từ từ, thấy chất lượng gì đâu. Cũng có chất lượng anh em, tại vì có nhiều tool Khải đánh từ từ cũng ra rất là ngon. Một cái nhẫn này. Rồi một nhẫn hỏa, một nhẫn hỏa. Ok. Thấy cái một nhẫn hỏa rồi anh em. Một nhẫn hỏa, một ngọc bội. Cố gắng kiếm cái nhẫn làm 140 coi. Kiếm nhẫn làm 140 nào đẹp đẹp anh em. Còn hai con mọc, một con thủy. Hai mọc, một thủy. Có món đồ tím nào chưa? Chưa mạnh hà ơi.
thích coi đánh bot hơn liên đấu, hồi hộp khi bói đồ. Ok mọi người, một cách chơi mà quay tăng đen này được tên gì Khải đọc không rõ nha, không có dấu nha. Nam bi xui với lời khui ba rương sáu rương, sáu rương dòng hai áo kim. Ui giải đen quá đen. Ồ, đồ rồi, khui nha mày, khui nha, thằng này full đồ rồi, khui nè. Trời, trốn dòng một 15-30. Rồi ok, chưa có gì. Rồi hai cây vũ khí một nhẫn. Ui nhưng lần này được 2-3 cây nhẫn lần anh em. Khui 520 ngập bội. Trời ơi. Kháng lôi 12. Kháng lôi 9. Rồi vũ khí rồi, áo rồi. Áo số. Ui vũ khí bằng sắt 519. Nhỏ vãi. Rồi còn một cái nhẫn họ bên dưới cuối cùng. Trời một dòng. Đâu cái nào quá. Cái nhẫn họ nhìn ra biết là nhẫn họ rồi anh em, mà nó ra có một dòng một thôi. Rồi tiếp tục thả boss tiếp. Nhẫn họ đúng một dòng một. Vãi nhỏ. Rồi còn 30 con nha anh em. 1, 2, 3, 4. Rồi còn 30 con. Vẫn chưa có gì viết anh em ơi, vẫn chưa có gì luôn á. À, lần này là bắt 17 rồi, bắt 17 rồi. Mong rằng anh em ủng hộ Khải một like, một chia sẻ nha anh em. Hò đại nhân, hello anh em nha. Chửi hò cắt lương rồi. Chửi cắt lương anh em. Chung là cái này thì Khải chủ yếu bỏn ít tiền đầu tư video đánh cho anh em xem. Anh xem ủng hộ thì Khải cảm ơn anh em nhiều. Chứ thiệt tình thì Khải cũng muốn không muốn đánh lần bài boss lâu rồi. Nhưng mà cũng khá là lâu rồi anh em, nên là cũng đánh lần bài boss cho anh em xem, anh em đỡ chán. Tại vì trên kênh thì cũng khá nhiều men, nhiều anh em thích đánh làm bài boss, là cũng chiều anh em một tí. Rồi nếu mà được đồ ngon thì mình bán có tiền, còn không thì coi như mình lỗ thôi anh em. Đó, có chơi có chịu, nhưng là cũng như là cũng một trò chơi thôi, một trò chơi thôi. Hơn thì mình có tiền, còn không thì mình lỗ thôi. Đó, nhưng mà miễn sao anh em thích là được. Miễn sao anh em thích là Khải ok. What the hell? Ui, nó bị lắc đam à. Ủa anh em thấy bị đứng hình 3 giây không? Đứng hình 3 giây không? Ra nhận họ 25 kháng băng chó 40 coi à. Nhận họ sao kháng băng 25 được anh em? Nhận thổ chứ. Nhận thổ, khả năng thổ. Bản này nội công lên đam không Khải. Bản này thì phiên bản này là nội công, nhưng mà đường môn năm độc là thân pháp nha anh em. Đường môn năm độc thân pháp nên là đường môn năm độc mang nội công nó không có tác dụng gì cả. Nhà mấy cho hành cá cho biết đang đánh bot nè. Ông nói chung là hên xui nè, giờ biết sao. Đánh mà, Khải đánh bữa giờ mười mấy bát rồi. Mười mấy bát rồi. Chưa có gì gọi là VIP. Một áo. Hiện tại Khải đang livestream trên fanpage và cũng như kênh YouTube nha anh em. Anh em có gì ủng hộ Khải một like nha. Hello Thiện Bơ Ca nha. Bánh sát cái này, bánh sát. Ok, là vứt qua ngày 10 này. Này chặt rương rồi. Rồi nói chung mấy cái đồ này thì bán ngồi cho xe hoặc là cho anh em nào đó làm phôi nè. Cái này những làm phôi này đó. Mấy cái kháng vừa này. Làm phôi thôi. Vì nó cũng không bao nhiêu. Rồi, hai con mọc chuẩn bị đai. Hai con mọc chuẩn bị đai nè. Hai con mọc chuẩn bị đai. Trưởng này, trưởng lấy đam này, trưởng lấy đam nem độc. Đó. Đồ kiểu này cho mình thay góc, không đứng chỗ này nữa. Đậu xanh đứng này cho mình đen vậy. Khải xanh xong này, Khải vô góc trong này. Sao vào cái góc đúng rơm ấy. Vào cái góc rơm này. Đánh nãy giờ. Đánh nãy giờ hết tính ra là hết 65 con rồi em. 65 con chưa thấy gì. 65 con rồi. Đỡ xong cái này vào góc đóng rơm làm vài phát thôi. Chưa có gì. Khả năng xanh may mắn 12 nha anh em. Không đánh.
Ở xong này di chuyển vào bên trong ngay bãi bãi đóng rơm đánh. Đánh xong rồi nha. Khoảng lúc lên. Được gì không? Bên này hết một rương rồi, chưa có gì. Nhắn 17-40. Ủa, để xong con này qua bãi khác. Hai. Hello anh em nha, hello 300 anh em nha. Anh em đang xem thì đừng quên ủng hộ một like chơi nha anh em. Nói chung lần này là lần ra đảo bắt 17 rồi. Không biết có được món nào không, Khải còn khoảng 30 lần bài nữa nè, 30 lần bài cuối cùng. Đâu, cũng như thường thường bói Khải sẽ kéo ra bên này anh em. Một khi mở bài cái này ra. Đang lâu 12. Dậy không thua. Rồi, không có gì luôn. Ánh trăng nơi thành thành sơn. Ngọn đèn khuya trong đêm mang bao ký ức vô lượng xưa. Làm quả nhạc cho anh em giật mình. Ok, cảm ơn Trình, anh Trình nhiều nha. Làm quả nhạc em giật mình hả? Cảm ơn anh vừa donate em 10k nha. Cảm ơn anh rất nhiều. Lên luôn. Quýnh xong thổ này, đổi vị trí. À, bà tăng má chạy rồi, bà tăng má chạy rồi. Hello 300 anh em nha, chúc anh em xem video vui vẻ nha anh em. Lên luôn. Rồi, con hợp thổ đánh chua quá nè em ơi. Thổ đánh đúng chua luôn, tại vì nó kỳ hở. Rồi, lấy nem độc giật đam cho nó nhanh. Rồi, nem độc vô mà giật đam có 1k mấy, 2k thì thảm quá trời. 3k. Không có thời gian chúng đọc nên là lâu anh em. Đã giật xong này đổi vị trí. Giật xong này đổi vị trí nha anh em. Thằng không cầm. Mấy thổ này lâu chết vãi rồi. Thổ đúng lâu chết rồi nên còn tí máu anh em thôi. Thổ gì mong ra gia truyền nè mày. Ok dưới đây. Ok có một gia truyền. Có một gia truyền nam. Có một gia truyền nam. Có một gia truyền nam nha anh em. Trời ơi không kháng tất cả nữa em ơi. Chết rồi. Ôi không có kháng tất cả anh em. Nhỏ gơ chưa. Game gì thế các anh. Game này game vào lắm truyền kỳ nha. Trang Trang ơi. Game này game vào lắm truyền kỳ 1 nha. Rồi đổi vị trí rồi, đổi vị trí. Vô bên trong thả cái bãi Chrome rồi. Trong thả bãi Chrome có cái gì khác hơn không? Sao mà cùi dữ vậy? Wow, ngọc bòi không bằng 23, sinh lực lực ngon ấy. Ngọc bòi này ok ấy. Rồi cái gia truyền này shop rồi. Chiếc này làm phôi. Chả được gì. Nỗ lực cao. Ok. Thay vị trí thả bot. Thay vị trí thả bot. Ok, thay vị trí nè. Thay vị trí thả bot. Thay thay xuống vị trí bên dưới này. Đậu xanh. Vị trí trên tù vỡ lờ anh em. Nãy chưa được món nào luôn ấy. Ok và bây giờ thì Yên Khải sẽ đứng chỗ này. Rồi anh em đọc xuống thả rồi. Thay đổi vị trí một tí anh em. Còn 30 con. 30 con cuối cùng. Nãy giờ là 70 mấy con rồi. 70 con rồi. Chưa được gì. Rồi thả này. 1 2 3. Ok. Rồi, cắt được bùa không? Ok cắt được bùa luôn nha, cắt được bùa luôn nha. Rồi xúc. Thay vị trí nè mày. Được không ạ? Anh đứng ở góc cây trên mới thả được. Ừ, đứng chỗ này thả đẹp nè, đứng này dùng đam một chỗ nè. Đứng kia nó không có đúng vị trí nên là boss nó chạy lung tung lăng tăng nên là đam nó không được đẹp. Đó, bên này đang đam đẹp hơn. Đó. Ok.
Rồi bữa này đam đẹp hơn em ơi, dùng đam đẹp hơn. Game sinh tồn ngoài đảo. Game sinh tồn ngoài đảo hoang. Game phong thần hả à, bà chiến lê. Chui vô bụi, bem thì đúng bài luôn các bác à. Ok anh em, game chi tìm kho báu ạ. Anh em cứ chọn người mới anh em. Anh em cứ chọn người mới anh em. Rồi đồng đô. Đồng đô. Nãy giờ được gì chưa, mới nhỏ về. Hello tên hello Mạnh nha. Đọc thần chú My Love đi Khải ạ. À. Đọc thần chú My Love ạ. Rồi đồng đô. Một cây vũ khí. Áo. Dạ. Rồi khui. À từ từ, trong này khui luôn. Trong bán này khui luôn. À cái con em đọc này không có thời gian chúng đọc em ơi. Nghiệt là không có thời gian chúng đọc. Không thời gian chúng đọc chứ có là khải cát rồi. Chỉ có kháng tất cả, kháng băng, âm phòng thủ, âm kháng băng. Rồi hết rồi, bốn bùa đó thôi. Tại vì em đọc là chuyên bùa anh em. Chuyên bùa mà không có tăng điểm nào về thời gian chúng đọc. Nên là không cắt được. Lâm. Ok. Trong thời gian bói đồ thì sẽ thả tiếp cho anh em. Đây, vô bụi chơi. 1 2 3. Ui, nó mít mà nó mất con người ta. À, hai con thủy một chỗ. Hai con thủy một chỗ, không phải mít nha anh em. Hai con thủy một chỗ. À, ok. Đây, cho anh em xem đồ tiếp tục. Làm 130, trời ơi. Đây. Bao tây kháng độc. Đó. Ui, kháng độc 24. Không phục hồi, này sốt rồi. Định làm phôi mà không cần em ơi. 7. 130, bán này cho xe. Được cái ngọc bòi cũng được nè. À, để giao dịch qua xe bán cái này đi. Anh em đang xem ủng hộ một like nha em ơi. Game, game nhái hết liên quân. Rồi bắn này rác không. Rác cho xe thôi. Một tay kháng độc 22. Đó, được bắn này kháng cao, kháng đẹp, lực đẹp. Thần chú của My Love đó. Bà ra bụi chút chút, tôi ra hình lắm mà. Thần chú của Tú My Love đó. Bà ra bụi chút chút, tôi ra hình lắm. Hình xui nè em ơi. Chà nhà thằng cắt bùa này, hất bùa này. Lên bùa. Khải vào bụi rồi em ơi, không phải bờ đâu. Vô bụi ở rồi em ơi. Tầm này vô bụi ở rồi. Rồi giật đang mấy coi. Rồi đợi chết thôi. He, ra được khổng thức linh hở mộc không à. Nãy không nói như có. Hình như có mà shop rồi. Tí có tôi cho. Thường thì được nha em, còn VIP không cho được nha. Không cho VIP không cho được nha anh em. Đó, cảm ơn anh em đang xem livestream nha. Chúc anh em 300 anh em đang xem video này một buổi xem video vui vẻ nha anh em. Có dùm tốc độ đánh độc sắc đó là tôi nhé. Ok. Một dây chuyền, một áo. Ui cha, phèn vậy. Một đai lưng. Rồi tiếp tục thả tiếp. Rồi nằm động không. Đây. Từ. Vô bụi. Thả này. Một. Ui chỗ này đánh được không ta. Chắc là chỗ này. Nó kẹt ghép rồi. Hai. Ui nó kẹt trong đống rôm luôn em. What the hell. Đừng thả đi rồi. Bốn con. Ui lần này sao nó kẹt hẳn vào đống rôm luôn em. Chứ không phải bên nó kẹt như lúc nãy. Ừ, lúc nó đứng bên trong đống rôm luôn này. Mà hơn là nó không có chạy, tầm này cũng được, nó cắt bùa vậy. Ồ, cắt bùa không dính luôn, chỗ này. Ồ, cắt bùa không dính luôn, từ.
lên bùa coi. Đâu góc này bị dính quá rồi, không lên bùa được luôn. Góc này dính quá không lên bùa được luôn. Đường nhà mì vô lại rồi, dính sát quá. Không được, không được, nó dính trong đống rơm không bù được luôn em ơi. Vãi nồi, con nghe mì dính bù liên tục này. Mà nó dính đống rơm không bù được. Vãi nồi. Không bù được. Ôi trời ơi, con này hơi bị căng ấy. Không bù được, đánh hơi lâu anh em. Cố gắng bù mà không bù được nè. Do Khải đứng sát quá. Thả dính đống rơm luôn rồi. Son Goku hả? Nam Bình cũng ra đảo rồi. Rồi tối nay Khải còn 2, 4, 6, 18 con nữa nè. 18 con nữa nè em ơi. 18 con nữa. Đồ con này, 4 con này đứng trong góc luôn nè. Không cách bua được luôn. Tìm đủ mọi cách mà không cách bua được luôn ấy. Do cái lần này Khải đứng sát quá, đâm ra nó dính tổng rôm luôn rồi. Cố gắng cách bua mà không được. Không cắt được buộc ai, ok, cắt được rồi, cắt được rồi, cắt được rồi. Đứng này cắt được rồi. Cho nghe mì xuống bên dưới nè. Lát góc. Mì lát góc. Nghe mì xuống bên dưới cắt được rồi nè. Đó. Phải cắt lên nghe mì, cắt lên nghe mì thì mới được. Mà nãy giờ là đứng góc đó là khó cắt. Nghe mì xuống góc dưới được rồi nè. Đó, nghe mì đứng thẳng xuống góc dưới được rồi. Xanh bao giờ dở ra đồ ngon. Dở gì? Toàn rác. À, cái hình kiếm vô. Rồi, khui. Còn 20 con nữa thôi em ơi, còn 20 con nữa thôi. Vũ khí này. Trời, không có gì. Trời. Ôi. 12. Ồ, được một cây vũ khí 540 dòng 1. Rồi, ok. Vô, được một cây vũ khí. Ôi sao lát dữ ta. Cảm giác bị lát dữ ta. À, anh bán cây vũ khí, anh bán một món đồ mà lâu lát à. Một dây chuyền, một nón. Không lo 21. Không có gì. Một vũ khí làm chạm 40. Rồi lắc. Giật đơ. Còn 18 con em ơi. Cố gắng biết được gì không này. 18 con cuối cùng. Kiếm có tiền, đúng rồi, kiếm có tiền. Cũng được 2 kim, 3 kim. Mới được 2 món làm 140 nè em ơi. Đai lưng với lại đai lưng với lại vũ khí làm chậm vừa rồi á. Lên bùa dòng thổ chết luôn. Dòng thổ chết luôn. Giao dịch cái nón mà không được ta. Nói khẳng lôi cho xe thôi.
Vũ khí dòng 1 thì nó ngon hơn dòng 2. Vì nhiều người thích dài xài dòng 1, nó dở kích đồ. Chưa có gì gọi đi phẩm này, còn toàn vài cái 2-3 kim thôi. Vũ cái đao, cái kiếm này hả? Kiếm này khoảng 3 kim, khai người chắc 3 kim nha, tầm 3 kim thôi, không hơn. Tầm 3 kim thôi, khai người tầm 3 kim. 2 đến 3 kim tầm đó thôi, không hơn gì nhiều. Sinh lực 70, nói chung là kiếm này ngon đấy. Cái băng nó cũng ghiền đấy. Cái băng thiên nhẫn hoặc là phá hành gió đan cũng được. Gió đan mang kiểu này nón làm chậm 40 và vũ khí cũng được. Vũ khí dòng 1 viết vào đái luôn. Thằng nghĩ là nó 2-3 kim gì đó tầm đó. Rồi đồng thủ này chết rồi, Khải mở lại cái tool mới nè mày. Tool này dính con hồi thủ chán quá. Thủ mong rất với truyền kháng cả là đẹp. Chuyện kháng cả 20 nói tiếng server luôn nè. Bữa giờ xanh chưa được cái nào luôn á. Bum bum bum. Khải hát một bài. Hát bài nghe Khải ơi. Bữa nghe hát live bài của Lực Vương hay quá. Ok cảm ơn Duy Khánh nhiều nha. Khải kêu anh Phương đi ra chỗ khác hả? Rồi tiếp tục khui. Lần này không đứng sát nữa. Đứng sát quá nó thả quật kẹt trong kia nè. Nó cho ngày 10 là ngồi rồi. Sắc quá nó kẹp kìa. Rồi thả này. Một. Ôi lại chỗ cũ à, nhỏ vậy. Cái này phải cho ngày 10 về lại chỗ cũ rồi. Rồi ok giống này được rồi. Hai con mọc anh ơi. Hai con mọc thì nhanh thôi. Hai con mọc thì nhanh. Về bờ được chưa? Chưa tài Phạm Tuấn ơi. Mới thu lại chắc khoảng 5 kim thôi em. 5 kim thôi. Khẳng nghĩ chắc khoảng tầm 5 số kim thôi. Còn lỗ khoảng 10 kim. Lỗ khoảng 12 kim. Lỗ khoảng 12 kim. Và hiện tại bây giờ thì còn mấy con boss nữa đây. 15 con nữa em. 15 con nữa. 15 con nữa. Trời ơi toàn thời gian chúng độc không vậy. 15 con nữa anh em ơi. Đây cái kiếm này cho anh em xem cái kiếm này. Đó. Sinh lực làm chậm 40. Anh Phương mới chơi tài xỉu nhìn trắng ghê à. A Phương. À con A Phương này hả? Trời ơi tưởng ai chứ. Anh em gọi được bờ sơ hả? Vãi nồi. A Phương mới chơi tài xỉu nhìn mặt trắng ghê à. Ok 15 con nữa em ơi. 15 con nữa. Ok thôi từ 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 ngừng hết quá tửu stop. Rồi cánh quá tửu. Ok. Rồi múc. Đó đã có quá tửu xúc thôi. Anh phải tâm hơn một tiếng ạ. Sao em? Hơn một tiếng ạ. 100 con hả? Con nãy bao nhiêu rồi? Hơn một tiếng rồi. Một tiếng 30 phút rồi. Tiếng 30 phút rồi. Anh có tìm mấy lần rồi? Anh 4 lần rồi, 4 lần rồi. Lần này lần 4 rồi. Rồi khui đồ. Xếp một bánh. Ui chà đồ nhiều vậy. Ok ok khá nhiều đồ này nha. Khui. Khui. Cái gì đây? Vậy rồi. 10, 19, 20. Cái này shop rồi. Chắc thì xem 50 ra đảo thiệt chứ. Ừ giờ em mới để ý A Phương hồi nãy giờ tưởng ai. Trời ơi. Khăn lôi. Lôi 2. Trời áo khăn lôi 29 cái áo này làm phôi được nè. Nhiều lắm mày. Trời ơi. Em mấy cái 30 à, khăn lôi xấu. Xốp. Khăn lôi 10. Xốp. Xốp luôn. Bán luôn cái phôi 29 luôn cho nó chắc chơi. Bán luôn phôi 29 cho chắc chơi người chơi. Rồi thả tiếp. Thả tiếp này. 1 2 3 4. Trời mọc thổ. Hai con thổ vãi chướng. Gặp thổ đánh lâu vô lờ nè. Ra cái nhân sức 7 thì gỡ 4. Hiếm lắm anh. Sang đi đã biết ra đồ. Ok hân xui nè. Còn
12 con nữa nha anh em ơi. 12 con nữa. À đứng đợi thôi. 12 con nữa. Anh em đang xem đừng quên ủng hộ một like và chia sẻ giùm nha anh em ơi. Chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha. Và đây là lần xem bot bát 17 rồi. Và Khải mong rằng anh em cũng ủng hộ Khải như những cái bát trước và đủ 500 like. Cố gắng đủ 500 like trên một video thì Khải sẽ tiếp tục ra bát 18 nha anh em. Khải sẽ cố gắng tiếp tục ra bát 18. Ui ai gì vậy? Đổi màu tè leo không biết rồi. Giật cái mình. Vũ mạng thiên à là cái thiên quang hả? Vũ mạng thiên hả? Thôi hiện làm gì có anh em, cái đó đồ hồng kim này. Server này S4 Hành Sơn đúng rồi, Đinh Nha Vlog ơi. S4 Hành Sơn. Server này S4 Hành Sơn nha anh em. Hello anh em mới vô nha. Hình như có một cái nhẫn nữa chưa bói. Chưa bói hả? Được rồi, bói rồi mà. Có mấy nhẫn này. 520. À cái nhẫn này, nhẫn kháng lôi 4. Ôi, không anh thua. Đúng rồi, cái nhẫn này chưa bói, kháng lôi 4 rồi em ơi. Vẫn đen nhỉ? Vẫn đen đúng rồi. Xanh tống tiền VL đúng rồi. Một lần xanh là như hiện tại bây giờ Khải xanh 100 con là Khải tốn 18 kim 1.2 anh em, 1.2 với lại 1.500 tiền vạn nữa. Không, như là 1.2, tổng cộng 18 kia là 10 triệu, 1.2 1.2 cho một video ấy. Nhưng mà không ra món gì thì chịu lỗ thôi em. Lỗ thì cứ mang anh em ủng hộ là được. Ủng hộ Khải một like là được, một like chia sẻ là được nè. Rồi nhận đồ. Có gia truyền nè. Cái này là video 17 à? 17 17 17 luôn đi à. 17 rồi. 17 rồi, chưa thấy một cái gì cả. Chưa thấy một cái gia truyền cả nào viết. Chán. 33, cái này chỉ có người xin nè. Từ đó đây. Trời ơi, không có gì luôn nè. Toàn rác thôi nè em ơi. Toàn rác thôi. Kiểu này chắc ra đáo ở nữa rồi nè em ơi. Ra đáo nữa rồi. Cắn thiên sơn rồi nè em, cắn thiên sơn rồi. Còn cục thiên thái lộ trên đầu này em thấy không? Đó, ngay chỗ chùa Khải này. Có thiên sơn rồi mà. Ra đảo rồi. Còn 12 con nha em, 12 con nha. Ra thả chỗ này thêm 2 con đi. Còn 10 con chẳng nè. 1, 2 2 con thổ. 1 thổ 1 mộc chứ, 1 thổ 1 mộc. Cả thêm đi. Ok, lướt xem đồ thành menu à. Đây, chào anh em, chào anh em. Menu chắc này chứ mới tạo, không có đồ gì rồi. Chắc là nghe mì. Khăn lôi. Đây. Cái này chắc là đi và tẩu này nọ thôi, còn không phải vật chính. Cái này chắc phụ của ai đó thôi. Chào anh em, anh em. Rồi ok, vui. Thả tiếp 2 con nữa thành 4 con này. 1, 2. Rồi ok, 5 con một chỗ ấy. Ui, thổ không vậy trời. Thổ không rồi em ơi. Trong này là 3 con thổ, 3 con thổ, 2 con mộc. 5 con ở trong góc ấy, giờ 5 con rồi. Ra đảo em ủng hộ à. Ra đảo em ủng hộ gì Thắng Nguyễn ơi. Ra đảo em ủng hộ gì đây. À cờ lon. Đây menu này mới đặt chính nè. Menu này mới đặt chính nè. Chưa vô ban luôn. Rồi. Đường môn. Đường môn chơi đa vũ khí độc sắc nội. Đấy độc sắc ngồi. Ừ, vậy được đấy. Thả nhiều xem hình không. Ok. Đó thả 5 con một chỗ anh em. Thằng mộc chết nè. Mộc nè. Phán kích nè. Sao mà cứ ra đó miết vậy ạ?
Máy móc 4k, 5k, 6k, 7k, 8k giả tạo có gì không? Không anh em ơi, bên này chỉ có hiền tinh thôi. Bên này chỉ có hiền tinh thôi. Hồng kim môn phái không ra nha. Hello Hải Lê nha. Đem đem thêm gạo ra cho anh em mi luôn gái rồi, đã chờ chiều giờ. Ok, hello anh em. Ra đảo xa quá Hải ơi. Rồi khui. Lô 13 phèn dữ ta. Lô 15 shop. Vũ khí không có gì luôn. Phèn quá, phèn quá. Shop luôn. Khỏi chật chỗ. Ra đảo. Ra đảo 100 lần bài boss nữa rồi. Trả lời Cò TV hả? Cò TV hỏi gì là ta? Nãy mình đọc comment mà không thấy anh em. Cò TV đâu rồi? Mới vô hỗ trợ gì không? À hello Cò TV nha. À, mới vô thì anh em tạo ạc thì anh em được level 10. Rồi anh em bỏ một ít xu anh em cắn thì lên cấp 8x nhanh thôi anh em. Anh em hiện tại đang có event đó. Anh em có tiền thì cắn event một tí nữa lên 8x thôi. Chung là event mùa này thì cứ một bánh là 10 xu. 10 xu thì anh em được 2 triệu kinh nghiệm. Thì mới vào thì anh em chỉ cần bỏ khoảng tầm 5 đến 100 xu. 100 xu thì anh em lên được 5x rồi. Đó, tầm 100 xu anh em lên 5x rồi. Em đi xa lắm rồi anh ơi ạ. Chào chúa đảo ve chai. Mình chắc là mình thành chúa đảo thiệt đó anh em. Thiệt chứ ở server này mình đánh boss là tù nhất server luôn anh em. Tù nhất server luôn anh em. Mình không được cái gì luôn ấy. Chúa đảo rồi. Bắt 17 rồi mà chưa ra giao hồn. Chưa có một cộng kháng tất cả. Hai cây một cây vũ khí. Thành châu điên miễn phí à. Thành châu điên miễn phí là sao cò ơi. Bà Tân cho anh em được biết hôm nay có đặt bàn phím không vậy? Hải đã cạo tóc quy y. Khả năng xanh bot mưa xét mình bánh 12 nha anh em. Đây cho anh em xem lại lần cuối. Còn vài con bot nữa là xong rồi anh em ơi. Bánh 3 này. 3 này. 3 này. 3 này đó. Xem bánh 12. Nói chung là khá là lo thì cố gắng sắm một xếp miếng bánh nữa đánh giao lưu cho anh em xem. Chứ mấy hôm thì cũng có thơ này nọ nhưng mà tầm này thì những anh em thơ cũng bận việc đánh cho nhiều người khác quá nên Khải cũng đầu tư một ạc Khải đánh riêng luôn em. Đánh chơi nè. Ra đảo rồi. Chúa đảo rồi. Khải là đen nhất server. Thiệt chứ. Bà Tăng đánh cho Khải gần 10 bát rồi bà Tăng biết chứ. Đen vãi nồi. Chưa có gì hết Thanh Tùng ơi. Đợi Khải tí nữa Khải sẽ xôi đồ làm một lần nữa. Lâm này lâm này. Ok hai con thổ thả tiếp này mày. Một mọc này. Kim này. Đó mọc kim. Khải là chú đảo rồi nè. Hello Thanh Tùng Đào Nhi mới vô nha. Hello anh em. Chú đảo này nè mày. Châu đổ cứ châu mập ha. Vãi. Ai cho anh em xem nãy giờ được cái gì đó từ bói cái này cho anh em xem đồ luôn. Nãy được vài món mà cũng là gọi tầm trung thôi em. 2-3 kim. Xương lôi 15. Trời không có gì luôn. Trời xương lôi 1. Đây. Nãy giờ tính ra được một đai lưng làm chậm 40 với lại một vũ khí làm chậm 40 là gọi là có tiền rồi em, còn lại chưa có gì cả. Đó, ba này gọi là thắng lôi 28. Hello xa quê nha, hello mọi người, hello anh em. Phá game chắc ra đảo, phá game đó, được nhập bội thắng banh cao. Nhẫn sinh lực cao. Vũ khí làm chậm 40 sinh lực, dùng 1. Đai lưng làm chậm sinh lực lực, đó, đai lưng này cũng khá là ngon. Cái này thằng pháp 15, 16 là có tiền nè, thằng pháp 2 phèn quá. Sát thương 38 dòng 1. Ôi làm vậy. Có chứ, xem một bánh 12 nè, xem một bánh 12. Thế Yên xem một bánh 12 nè, anh này Thế Yên đứng. Rồi nhầm. Đây Thế Yên trên này nè. Thế xem bánh 12 đây. Có mấy bánh chứ. Nè.
kết bù. Chùm cuối rồi, Khải chắc lên chùm cuối đã rồi nè em ơi. Ra đào chắc rồi, tầm này ra đào chắc rồi. Chuyển cây bà tôi cho Thúy Dương thử coi được. Ok ok. Chuyển cây bà tôi Thúy Dương ok luôn. Chuyển cây bà tôi Thúy Dương ok. Chuyển rồi nha anh em. Rồi đam phụ vài cái rồi. Anh Khải trước có chơi bản VNG không? Có nha, Cò TV ơi, có. Lúc đó có chơi nhưng mà chơi cũng được 1 đến 5 rưỡi là 1 năm rưỡi đến 2 năm là nghỉ rồi. Tại vì lúc đó còn sinh viên á. Còn học sinh nhưng không phải sinh viên, lúc đó đang học lớp 7, lớp 8 chứ. Lúc đó học lớp 8. Chơi đến khoảng giữa năm lớp 9 là hơn 1 năm là nghỉ rồi lúc đó. Kinh phí eo hẹp là nghỉ game luôn. Hồi đó đa số cày tiền rồi ép đồ tím rồi buôn bán rồi server, những server sâu á. Còn server đầu thì cày khoảng 1-2 tháng là nghỉ game rồi. Tại vì lúc đó sinh viên em, học sinh nhá. Tiền bạc đâu có mà chơi. Hồi đó nghiện VL mà tiền bạc đâu có mà chơi nè. Rồi, hai con. Chắc này quên đốt nhang nè. Khải đợi ý rồi nè mày, đốt nhang hay không đốt nó cũng vậy thôi nè. Chú đảo rồi, bắt 17 chưa cái gì. Mười bảy rương rồi, tính ra là 17 rương rồi, chưa cái gì. Chiều Nam Bi ra nhận 17-40 chón. Dạ cái nhận đó cả người chắc phải hơn 15 kim. Nhận đó phải hơn 15 kim anh em. Rồi tiếp tục, nhận đó phải hơn 15 kim. 17-40. Chú đảo rồi. Chú đảo này mày. Còn vài con cuối thôi. Nhắc đồ mày ra rồi, nhắc lại anh ơi. Ok ok. Từ từ, nhắc đồ mày ra nhắc lại đúng không? Đây, nhắc đồ mày Thúy Yên ra nè. Nhắc ra nè. Nhắc ra nè. Nhắc ra nè. Ok mang lại nè, mang lại nè, mang lại nè. Ủa cha, sao cái đồ này lết vậy? Mang lại nè, mang lại nè. Rồi ok. Mang lại đấy. Theo chiều ý anh em ấy. Đủ chiêu trò luôn mà thử có đồ siêu nhân gì VIP không? Đó. Siêu phẩm nào. Còn 5 con cuối cùng em, 5 con cuối cùng. 5 con cuối cùng. Hẹn Nam Bi ra, hai anh em ra đảo chỉnh cái. Bữa nào lộc mày bánh ra đánh luôn. À. Rồi, bói đồ này nè mày, đã chặt rương này. Ba cây vũ khí nha. Nón. Trời ơi, nhẫn mày bánh hai. Trời, đậu xanh. Lại là một cái nhẫn mày bánh hai nè mày, lúc nãy một nhẫn mày bánh một rồi. Bây giờ lại tiếp tục một nhẫn mày bánh hai. Trời ơi. Một cái nhẫn mày bánh hai nè mày. Mánh 2 thì không bao nhiêu tiền, khoảng 1 kim thôi. Kim hơn. Rồi, không có. Cái vũ khí này, vũ khí lúc đầu rồi. Một nhẫn mánh 2, hồi nãy có một nhẫn mánh 1 rồi nè. Cái này cái thứ hai rồi. Hai cái nhẫn mánh rồi. Cảm ơn Linh. Tụ la phát kết. Rồi, hai con cuối cùng rồi em ơi. Thả hai con cuối cùng nha, hết rồi. Rồi, xong. Hai con hờ hỏa. Hai con hờ hỏ nè em ơi, hai con cuối cùng cúng cui. Ấy, cái món kia không nhặt được nè. What the hell. Ồ, cái món này kẹt cái góc này không nhặt được luôn em. Vãi. Thanh ngao gì đây. Rồi cái nón. Không nhặt được, không nhặt được. Rồi mất cái nón. Không lấy được. À, bên nghe mi lầm, bên nghe mi lầm. Rồi, nón chặt cái gì. Ok, hai con cuối cùng rồi. Lần này hai con hờ hỏ này nó nằm trong sắt đóng rơm vậy. Đậu nhí. Nằm bên trong sâu đóng rơm luôn nè, cách mù không được.
Ừ đó, mày mang năm là ngon luôn, đầu tiên server luôn nè. Hai món mấy mấy, một cái một, một cái hai. Vãi mày nội. Dùng hai hết mới đâu chứ. Hai con này ở trong đống rôm không đánh được rồi em ơi. Hãy cho người mươi lên trên đứng để đứng rồi. Nó vô trong dính trong đống rôm luôn rồi. Xác xác con này coi cắt được không. Hai con cúng cùi nè em ơi, cố gắng làm cái nhẫn 540 có tiền coi. Hôm nay chỉ có mong ra nhẫn 540 thôi. Đồ không được, xa quá. Nó nằm trong đống rôm luôn em ơi, xa vãi nồi. Không cắt được, không cắt được bùa. Đứng mà vui xa quá. Không cắt được. Thôi, lỡ đâu hai con này lại ra siêu phẩm thì sao? Rồi bó cái này á. Thằng này nó kẹt trong đống rôm luôn em ơi, không 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 cắt được bùa luôn, xa quá. Ra một thủ lý 20 là ok. Trời ơi, một cái nỏ sát thương không có tốc độ nữa. Đúng đẹp luôn em, mà sao sát thương thấp vậy ta, không tốc độ luôn em. Trời ơi, cái nỏ nhìn đúng đẹp luôn trời. Mà có 15 thôi. Trời ơi, cái này mà tốc, cái này mà sát thương 35 tốc thử có tiền rồi. What the hell, cái bao tay thở lực 180 là 182, 183, vãi. Trời cái nó. Toàn sát thương một lý, không có tốc đánh. Hai con cuối cùng rồi em ơi. Thôi, chắc này đi ra đảo rồi. Ra đảo rồi. Ra nhận họ. Châu đổ ơi, nhận họ là làm chậm chứ, đâu có kháng băng đâu. Nhận nhận họ thì làm chậm 40 thôi, đâu có kháng băng đâu. Nhận thổ mới kháng băng. Ừ, hai con họ này cũng mình thiên thôi, mình thiên sử thôi, nem độc đứng ra ngoài. Nem độc không cách bùa được luôn, bỏ luôn. Đó, mình thiên sử thôi em, không có con nào sử phụ luôn, tại vì không có bùa. Không cách bùa được. Nhận bánh 2 này. Này có một cái mình bánh 1 anh em. Giờ là mình bánh 2. Bùm bùm, sao mất cái cờ lơ bên OLED rồi, xin xuống cho đỡ rối nha. À, hello anh em mới vô nha, lại to rồi Kiên Lê ơi. Sấm bộ đồ tộc trưởng xanh bot nó mới sinh phẩm nha. Bao tay 25 phòng thủ 40 làm chậm. Không có nè em ơi. Server này làm gì có đồ xanh như vậy được. Ừ tưởng tưởng không biết. Nếu vậy cho vui ok em luôn. Rồi hai con cuối cùng luôn em ơi. Hai con cuối cùng luôn em ơi. Bát này đi quá xa rồi. 100 con boss em. 100 cái lệnh bài boss em ơi. Một kim được bao nhiêu bánh Evan? 100 bánh. Hai khui đồ, hai con cúng cùi. Trời không có học ngọc bội không thức linh. Dạ dạ đậu xanh. Con linh này phải cho con nghe mi vào mới nhặt được. À đồ, con linh gấp mà không nhặt được anh em. Vãi lú. Vãi cái ngọc bội không thức linh không nhặt được rồi. Đậu xanh. Đâu sao nó không thức lên. Rồi xong toàn luôn. À à con nghe mới nhặt được. Nghe mới nhặt được. Vãi rồi nghe mới đứng đúng lúc bên này. Trời ơi không thức lên làm chậm 40.
Đây đây cho anh em xem. Khẩn lên 540 nè. Khẩn lên 540. Khẩn lên 540. Sinh lực, ôi sinh lực cao luôn ấy. Sinh lực 100 luôn. Ok được món này cũng được 2 kim. Còn ấy. Hello anh em nha, hello 300 anh em cứu đi em nha. Ok bói đồ anh em ơi. Rồi hết luôn nha, hết luôn rồi, hết 100 rồi. Được nhẫn 500 không? Không. Rồi khui. Còn vài món cuối nè em ơi. Bao tây này coi rồi, ngập bội nè. Trời ơi ngập bội này 540 thì vô tiền rồi anh em. Phan qua chơi cái khẩm thức linh này, khẩm thức linh 540 nè. Thiệt quá. Nón này này coi rồi. Rồi khui rồi khui rồi. Còn vài món. Một cái kích 530. Kích 530 sức nội lực cao. Món này coi rồi anh em ơi. Hết rồi. Rồi nói chung là không được gì VIP cả. Chỉ được vài món 540 thôi. Đây. Nói chung là Đợt Khải tổng đồ cho anh em xem sơ qua. Thì đồ cũng không được gì nhiều anh em ơi. Đây cái bát 17 này Khải hết 18 kim. Hết 18 kim. Hello Hiền Ngọc, hello Tùng Đinh nha. Hết 18 kim. 18 kim mà thu là được cái đai lưng 540 sinh lực lực. Cái này cũng nằm giá khoảng 2 kim đến 3 kim. Rồi vũ khí 540 dòng 1 sinh lực 70. Cái này cũng tầm 2 đến 3 kim thôi. Nói chung dao động tầm đó. Đó, nếu bán là ngon ngon thì cũng được 3 kim rưỡi. Rồi cái khẩm thức linh làm chậm dòng 2 nội sinh lực 108 thì cái này cũng tầm 2 kim hơn. Thì được 3 món nè em ơi. 3 món làm chậm thôi. Ủa, tối nay Sir Win Sir làm chậm luôn nè em ơi. 3 món làm chậm 40 đẹp đạo móc luôn, sinh lực nội lực cao luôn. Đó. 3 món này bán lại cũng được tầm 8 kim, lỗ khoảng 10 kim anh em. Lỗ khoảng 10 kim. Rồi cái nhẫn này thì khả nghi chắc 1 kim. 1 kim nữa là cho nó 9 kim đây. 9 kim. Cái nhẫn này cũng được 2-300 xu. Nhẫn này cũng được 200 xu tầm đó thôi, không nhiều đâu. Nhẫn 520 thôi. Nhẫn khăn lôi cao, khăn lôi 18 sinh lực cao, nhẫn này cũng nếu mà được cũng được 500 xu anh em. Cũng được 500 xu một kim, 500 xu thôi, một kim hơi canh. Hoặc là cho xe mang. Rồi nhẫn kim tầm này cũng sinh lực cao, cũng khả nghi cũng tầm 500 xu. Đó, 10 kim đi, tổng hết này 10 kim. Rồi hết rồi. 10 kim anh em, lỗ 8 kim. Rồi cái vũ khí nữa, vũ khí này cũng được tầm 1 kim đi. Rồi video này Khải lỗ tầm 7 kim anh em. Video này lỗ tầm 7 kim. San MB ơi, video này lỗ tầm 7 kim. Chào anh em đứng đây từ chiều ạ. Ok ha. Lỗ tầm 7 kim anh em ơi. Thu là được khoảng 11 kim trong cái đống bài nhảy này. Thu là được khoảng 11 kim. Đó. Rồi ok. Và nói chung là bát 17 Khải tạm dừng tại đây. Và anh em đang xem video và đã xem video này rồi thì ngày mai Khải sẽ up lại trên kênh và video tóm tắt ngắn gọn thì anh em có gì xem ủng hộ Khải một like nha anh em ơi. Và ở bát 17 này cũng mong anh em ủng hộ Khải 500 like thì Khải sẽ cố gắng ra tiếp tục bát 18 nha anh em ơi. Ok bye bye mọi người. Bye bye anh em, bây giờ Khải đi ngủ luôn này, 1 giờ đêm rồi. Bán thêm ve chai tổng đúng rồi, bán thêm ve chai thì Khải nghĩ cho tổng lỗ khoảng tầm 8 kim. Đúng luôn anh ơi. Chúng tại vì ba cái đồ hàng chung này thì 2-3 kim thì em nghĩ chắc bán được là bình thường thôi. 2-3 kim cho anh món hoặc là bán rẻ hoặc 2 kim. Đó tại vì làm chậm thì vũ khí mà. Vũ khí làm chậm thì giá nó cũng hơi đắt tại vì khó tìm. Khó tìm. Bye bye mọi người. Bye bye tên đi Trần. Bye bye 49 Lê Lợi. Bye bye Bum Bum. Bye bye Nam. Bye bye Bùi Hùng. Bye bye Diễm Nguyễn. Bye 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 Phương Nguyễn. Bye bye Hải Lê. Bye bye Bùi Hùng này. Bye bye Tùng Đinh, bye bye Hiền Ngọc, bye bye Nam Lê, bye bye Sơn Hàng Bảo Sơn, bye bye Trần Phước, bye bye Chuyến Lê, bye bye Tú Phạm Anh, bye bye Hùng Nguyễn, Hưng Nguyễn, bye bye anh em, có ai nữa không, có ai chưa chào không, bye bye Châu Đỗ, bye bye Danh Du Ba Đu, bye bye Kiên Lê, bye bye mọi người nhé. Bây giờ sẽ đi ngủ nè, chúc anh em ngủ ngon nha. Bye mọi người.